Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt chương 1291, Tiết Thu Phân Nghi An Táng Kỵ Gả Cưới. Khi Tống Thư Hàng ý thức cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đến tạo hóa tiên tử, sau đó ý đồ cùng nàng tiến hành câu thông. Hắn, câu thông xin, rất nhanh đến mức đến hưởng ứng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đáp lời, ông, một tiếng, có vô số cái tạp nhạc thanh âm tại hắn trong ý thức bảo tạc, so với hắn tiếp xúc đến, xem xét bí pháp lúc, cái kia 88.888 cái thanh âm ngâm tụng còn muốn lộn xộn nghìn lần vạn lần. Từ tạo hóa tiên tử cái kia truyền đến lộn xộn thanh âm chừng hơn trăm triệu thậm chí là mười mấy ức lộn xộn thanh âm, đủ loại âm tiết, không có ý nghĩa từ ngữ, âm điệu hội tụ ở cùng một chỗ. phảng phất như là đem rất nhiều loại ngôn ngữ ca khúc toàn bộ ném vào đến xoắn nát cơ bên trong, xoắn thành vỡ nát. Tống thư hàng ý thức nhận kịch liệt trùng kích, rất thẳng thắn liền tiến vào tự vệ hình thức không còn tiếp thu ngoại giới hết thảy tống tiền bối người thế nào vũ nhu tử phát hiện tống thư hàng ý thức thể có chút không đúng tô thị a thập lục thư hàng thế nào ta cũng không biết ta cũng cảm giác được tống tiền bối ý thức thể đột nhiên chấn động kịch liệt sau đó liền không có phản ứng vũ nhu tử trả lời suốt lời vũ nhu tử đem chính mình ý thức tới gần tống thư hàng ý thức ý đồ cùng hắn tiến hành tiếp xúc Bất quá xong vô luận Vũ Nhu Tử làm sao tiếp xúc, cũng không chiếm được tống thư hàng đáp lại. Bạch tiền bối, người mau tới đây nhìn xem thư hàng ý thức, ý thức của hắn có chút cổ quái. Tô Thị A thập lục vội vàng hướng bạch tiền bối xin giúp đỡ. Bạch tiền bối ngồi xổm các nàng bên người, đưa tay đặt tại đậu đậu nhục thân bên trên. Một lát sau, bạch tiền bối nói, không cần lo lắng, thư hàng ý thức không có vấn đề. Chỉ là nhận lấy một chút xíu trùng kích, chờ thông thả lại sức liền có thể khôi phục vũ nhu tử vì cái gì tống tiền bối lại nhận trùng kích ta nghĩ hẳn là tạo hóa tiên tử nguyên nhân đi vũ nhu tử a thập lục hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút không cần trực tiếp câu thông tạo hóa tiên tử ý thức chờ thư hàng tiểu hữu sau khi tỉnh lại hỏi lại hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra bạch tiền bối nói tô thị a thập lục được rồi bạch tiền bối chỉ là bạch tiền bối vừa dứt lời liền nghe đến vũ nhu tử ý thức hét thảm một tiếng a à, vũ nhu tử người thế nào tô thị a thập lục khẩn trương nói nhưng vũ nhu tử ý thức thể đã không có đáp lại bạch tiền bối tô thị a thập lục audio điện tử võ tấn bền không cần phải nói vũ nhu tử cô nương khẳng định là quá mức hiếu kỳ lặng lẽ tiếp xúc đến tạo hóa tiên tử sau đó liền không có sau đó nàng quang vinh bước lên tống thư hàng theo gót Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, nói thư hàng tiến vào đậu đậu thân thể phía sau biến nói nhiều đi lên. Vũ nhu tử thì là hiếu kỳ thuộc tính bị mở rộng. Tiểu thập lục ngươi không có vấn đề a. À. Tống thư hàng đậu đậu bản nhịn không được nói, bạch tiền bối, nói nhiều cùng tò mò tâm, điều này chẳng lẽ cũng là ta nồi. Không phải ngươi nồi, bất quá phải cùng phụ thân ở trên thân thể ngươi có quan hệ. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng biến nói nhiều, có thể là bởi vì chó tổng lại yêu gọi vũ nhu tử lòng hiếu kỳ biến mạnh hơn có thể là bởi vì đậu đậu trời sinh tương đối hiếu kỳ tô thị a thập lục trả lời ta cảm giác mình không có bất cứ vấn đề gì ngược lại biến đầu não rõ ràng đặc biệt tỉnh táo bạch tiền bối nhẹ gật đầu xem ra a thập lục tiến vào đậu đậu thân thể sau biến dị là biến càng thêm tỉnh táo rồi nhưng đậu đậu cùng tỉnh táo có thể dính líu quan hệ sao bạch tiền bối nghĩ nghĩ thật đúng là có thể Đậu đậu mỗi lần đang chuẩn bị rời nhà trốn đi trước, đặc biệt tỉnh táo. Hắn có thể thận trọng làm tốt thoát đi Hoàng Sơn chân quân động phủ chuẩn bị, tránh đi Chu Ly, sau đó thành công đào thoát. Đậu đậu tỉnh táo đều dùng tại, rời nhà trốn đi, lên. A à thập lục ngươi có thể thích ứng sao? Thực sự nhịn không được, ta trước hết đưa ngươi trên người bí pháp giải trừ. Bạch tiền bối nói. A à thập lục lắc đầu, yên tâm đi, bạch tiền bối. Ta không hề có một chút vấn đề cái kia nghỉ ngơi thật tốt, ta minh tưởng một hồi, có chuyện gọi ta. Bạch tiền bối nói, tô thị A thập lục khống chế đậu đậu thân thể, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mà đậu đậu đang nghiên cứu tống thư hàng nhục thân thú vị địa phương. Hắn có thể cảm ứng ra tống thư hàng thể chất rất mạnh, rõ ràng là tứ phẩm cảnh giới, cũng đã có được ngũ phẩm cấp cường độ thân thể. Bởi vì chỉ là ý thức tiến hành chuyển đổi, đậu đậu có thể khống chế lấy tống thư hàng thân thể tiến hành cơ bản hành động. Như chạy, ăn cơm, uống nước. Nhưng nó không cách nào điều động tống thư hàng thể nội tiên thiên chân nguyên, cũng vô pháp sử dụng tống thư hàng hạch tâm thế giới. À, thư hàng lúc nào chế tạo mới bao tay? Đậu đậu đang nghiên cứu tống thư hàng nhục thân thời điểm, phát hiện trên tay phải, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, bát phẩm pháp khí. Đại Hải Quy lên tiếng nói. Nha, đây chính là thư hàng nói 33 cái nguyên bộ pháp khí bên trong một cái nha. Đậu đậu nói, nhưng vừa nói xong lúc, hắn đột nhiên sững sờ. Đợi chút nữa, vị này quy tiền bối, người mới vừa nói pháp khí là mấy phẩm. Tống thư hàng thân thể thính giác so với ta bản thể kém rất nhiều, ta khả năng không có nghe rõ người nói chuyện. Đậu đậu nói, đại hải quy, bát phẩm. Đậu đậu, bổ, bát phẩm, tống thư hàng cái này ra hỏa vậy mà làm cái bát phẩm bản mệnh pháp khí. Việc này nếu là đến, cửu châu nhất hào quần, bên trong run lắc một cái, muốn kích thích đến bao nhiêu đạo hữu. Đậu đậu từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, liền chuẩn bị đem chuyện này phát đến cửu châu nhất hào quần đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị phát tin tức lúc, đậu đậu đột nhiên lại dừng lại. Không đúng, ta không đối làm như vậy. Loại chuyện này dính đến thư hàng cá nhân tư ẩn, tại phát đến cửu châu nhất hào quần, trước đó nhất định phải đạt được đồng ý của hắn mới đúng. Đây là cơ sở nhất lễ phép, đậu đậu nói xong, lại đưa tay cơ thu vào. Cất kỹ điện thoại phía sau đậu đậu lại nhíu mày. Cậu đàn A, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình A. 2019 năm ngày 23 tháng 9, tiết thu phân. Sáng sớm 8 giờ đúng. Khi Tống Thư Hàng ý thức khôi phục thanh tỉnh lúc, đã là cái giờ này. À, buổi sáng rồi, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ha ha ha, Tống Tiền bối người cũng tỉnh rồi. Vũ Nhu Tử trả lời. Tống Thư Hàng, ta hôn mê bao lâu? mà lại cũng là có ý gì, trừ hắn bên ngoài, còn có ai cũng hôn mê. Tống tiền bối từ hôm qua một mực hôn mê đến bây giờ, hiện tại đã là ngày 23 sáng sớm 8 giờ, Đậu Đậu phải xuất giá rồi. Hiện tại là ta phụ trách hơn nửa hiệp, ta cũng là vừa tỉnh lại, từ A thập lục trong tay nhận lấy Đậu Đậu quyền khống chế thân thể. Vũ Nhu Tử nói: "Tô thì A thập lục, thư hàng ngươi còn tốt đó chứ." Còn tốt, ý thức đã tỉnh tháo lại, trước đó, ta cảm giác ý thức phảng phất muốn nổ đồng dạng. Tống Thư Hàng khổ não nói. Tô Thị A à thập lục, không có gì thay đổi A. À. Vũ Nhu Tử tại sau khi tỉnh lại, nói nàng bản thân không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều âm nhạc phương diện tri thức. Y y nha 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 hắc, tạo hóa tiên tử phát ra tiếng. Còn có loại công năng, ta nghĩ nghĩ, Tống Thư Hàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cười khổ nói ta biến hóa gì đều không có. Xem ra ngươi không có âm nhạc phương diện thiên phú, Tô Thị A thập lục cười nói. Không nói trước cái này, đậu đậu hôn lễ tiến hành đến cái nào khâu rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A thập lục muốn đi vào trèo lên kiệu lấy chồng khâu, ấn kế hoạch, tân nương hội một đường mang đến đến tân lang nhà. Tân lang không đến cửa, Tống Thư Hàng hỏi. Vũ Nhu Tử, Hoàng Sơn Trân Quân nói lần này hôn lễ theo đối phương quê quán tập tục, tân lang không đến cửa, bất quá tân lang lại phái xa hoa đón dâu đội ngũ tới, nghênh đón tân nương đậu đậu đúng, đậu đậu cách ăn mặc là ta chọn lựa, có thể đẹp. Đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên một chuỗi chấn động âm thanh, nghe rất như là pháo cùng pháo hoa thanh âm, nhưng muốn càng vang dội một số. Là đón dâu người đến, Vũ Nhu Tử chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thị A thập lục thanh âm nói. Vũ Nhu Tử, thu đến, một hồi chỉ cần yêu nhã đi đến cố kiệu là được rồi, ta có thể làm. Sóng nói, tân nương, đậu đậu, chỗ gian phòng bị người đẩy ra mấy vị nũng nịu tiên tử đi vào phòng, mặt mỉm cười. Bất quá nhưng không có nhìn thấy bạch tiền bối thân ảnh. Bạch tiền bối còn có bám vào thân thể ta đậu đậu đâu. Bọn hắn không phải phù rể sao? Tống thư hàng hỏi. Tô thị A thập lục, bạch tiền bối cùng đậu đậu ở giữa trạm chờ chúng ta, bọn hắn khi phù rể có ngoài định mức nhiệm vụ. Nha, hôm nay tiểu đậu đậu đẹp đặc biệt, lệ chi tiên tử cũng tại phù dâu trong đội ngũ. Lệ chi tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, Vũ Nhu Tử ngọt ngào hô: "Tiểu đậu đậu miệng ba đặc biệt ngọt, bất quá hôm nay là ngươi lấy chồng thời gian, thật sự không có vấn đề sao? Sẽ không nửa đường chơi biến mất a." Lệ Chi Tiên Tử tiến lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt đậu đậu đầu. Lệ Chi Tiên Tử tựa hồ còn không biết đậu đậu bị đổi ý thức sự. Hoàng Sơn Chân Quân không có đem chuyện này nói cho Lệ Chi Tiên Tử. "Yên tâm đi, Lệ Chi tỷ tỷ." Vũ Nhu Tử đáp. Lệ Chi Tiên Tử ngồi xổm xuống, Bắt đầu thay, Đậu Đậu chỉnh lý trên người quần áo. Đậu Đậu mặc trên người chính là màu đỏ váy, nhìn qua rất đáng yêu. Váy là Vũ Nhu Tử lựa chọn nếu là Đậu Đậu bản thể ở đây, chắc chắn sẽ không mặc loại này trang phục. Tống thư hàng chú ý tới cái này váy, cùng hắn lúc ấy nhập mộng, xấu ngạc thời điểm, nhìn thấy Đậu Đậu lấy chồng trong hình ảnh, Đậu Đậu trang phục giống như đúc. Lệ Chi Tiên Tử tại thay, Đậu Đậu chỉnh lý lúc, lại thuận miệng nói: lại nói hôm nay khi phù rể tống thư hàng tiểu hữu miệng cũng rất ngọt trái một cái lệ chi tỷ tỷ phải một cái lệ chi tỷ tỷ coi như hắn hôm nay thức thời như hắn hôm nay dám mở miệng từ trong miệng toác ra mà ma chữ ta liền thưởng hắn một vòng đại phong xa tống thư hàng ta cũng liền mấy ngày nay trêu chọc tiên tử kêu vài tiếng lệ chi ma ma về sau đều không có kêu có được hay không tốt lên đường đi lệ chi tiên tử vươn tay đem đậu đậu bế lên Lệ chi tỷ tỷ, chính ta có thể đi. Vũ Nhu Tử nói. Lệ chi tiên tử, hôm nay liền từ ta đến ôm ngươi đi, chờ ngươi cưới. Không đúng, là lấy chồng phía sau tương lai ta còn muốn ôm ngươi một cái cũng không dễ dàng. Hôm nay, tam thập tam thú thần tông truyền nhân duy nhất, phù sinh tiên tử, tương ninh cưới Hoàng Sơn chân Quân, con trai độc nhất, đậu đậu tin tức, đã truyền khắp ra. Cửu châu nhất hào quần, đạo hữu bừng tỉnh đại ngộ, đậu đậu muốn gả nguyên lai không phải khuyển ra, mà là quyển muội tử. Vũ Nhu tử có đạo lý. Sau đó, nàng thuận theo bản năng, dùng đầu tại lệ chi tiên tử trước ngực ủi ủi. Lệ chi tỷ tỷ tốt có liệu, so với ta tưởng tượng còn có liệu. Vũ Nhu tử nói, Tống thư hàng. Chương 1292, Độc Cô Bạch một mặt mộng bức. Vũ Nhu tử, ta còn trẻ, còn không muốn chết a. À. Tống thư hàng nhớ đến lúc ấy đậu đậu kết hôn ngày định ra lúc, hắn liền đi mở ra hoàng lịch. 2019 năm ngày 23 tháng 9, tiết thu phân, nghi nhập liệm, An Táng, kỵ kết hôn. Lúc đó hắn còn cùng Hoàng Sơn Chân Quân đề cập qua số 23 kỵ kết hôn sự. Bất quá Hoàng Sơn Chân Quân nói mình tìm cao nhân tính qua quẻ, đậu đậu hôn kỳ liền thích hợp số 23. Nghi An Táng nói cách khác, hôm nay là cái đi chết ngày tốt lành đây. Nhưng là ta còn không muốn chết a, à, ta còn rất trẻ a. À. Ngốc đậu đậu, nhưng là lệ chi tiên tử ngoài ý muốn không có tức giận nàng dùng sức vỗ vỗ đậu đậu đầu sau đó ôm đậu đậu hướng ngoài phòng đi đến tống thư hàng nhẹ nhàng thở ra cũng may lệ chi tiên tử không có trách cứ thậm chí tiên tử tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng nàng rất vui vẻ ngoài phòng tân lang một phương đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng một cái to lớn vô cùng kim sắc di động đài cao lẳng lặng đứng ở ngoài phòng đó là một cái từ hai trăm người nhất chừng một người kéo đài cao, trước đài cao mới có sáu mười cấp bậc thang, đài cao bốn góc có bốn cái hoàng kim tạo thành. Pekinzi, bọn chúng mặt hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, nhất kiệu đều là con rối hình người, thân mang vui mừng trang phục, sinh động như thật. hết thảy hết thảy đều cùng lúc ấy hắn tại nhập mộng, xấu ngạc, lúc nhìn thấy biết trước tương lai là một cái bộ dáng bình thường phát triển tiếp, đậu đậu hội ngồi ở đây hoàng kim trên đài cao sau đó bị xuất giá. Tống Thư Hàng nhớ kỹ mình tại làm cái này mộng lúc, ngay từ đầu là đứng ở người đứng xem góc độ đi xem, đậu đậu xuất giá, hình ảnh. Nhưng nhìn một chút, đột nhiên thân hình của hắn di hình hoán vị, thay thế đậu đậu ngồi xuống hoàng kim trên đài cao, bị xuất giá. Lúc đó trong lòng của hắn bị giật nảy mình, còn tưởng rằng bản thân hội thay thế đậu đậu bị gả rơi. Hiện tại xem ra, bản thân là quá lo lắng. Bị gả vẫn như cũ là đậu đậu không đúng, chờ đã. Hiện tại gà mặc dù là đậu đậu, nhưng hắn ý thức lại tại đậu đậu trong thân thể A. Thì ra là thế, lúc ấy, biết trước tương lai, nhìn thấy hình ảnh, chính là cái này ý tứ sao. Lúc đó bản thân hoàn toàn không nghĩ tới bạch tiền bối còn có, ý thức chuyển đổi, loại này thao tác thủ đoạn. Lệ chi tiên tử ôm đậu đậu, đem hắn phóng tới hoàng kim trên đài cao. Sau đó, vũ nhu tử khống chế đậu đậu thân thể, chạm rời tại trên bậc thang thời gian trôi qua thật nhanh, lệ chi tiên tử nói khẽ. Lúc đó Hoàng Sơn chân quân thu dưỡng đậu đậu lúc, còn chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Chỉ chớp mắt thời gian, đậu đậu đều tứ phẩm cảnh giới, còn phải gả. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đậu đậu đầu, đi thôi, đậu đậu. Gặp lại, lệ chi tỉ tỉ, vũ nhu tử nói. Đồng thời, nàng tại ý thức trong biển đối tống thư hàng, tô thị A thập lục nói, tống tiền bối, A thập lục, các ngươi cảm thấy không có lệ chi tỷ tỷ trước ngực biến có liệu á. Rõ ràng trước kia ta nhìn thấy hình của nàng, đều cảm giác trước ngực của nàng không có cái kia đến. Tống Thư Hàng, cái đề tài này, hắn làm sao tiếp lời. Tô Thị A thập lục là hai lần phát dục, theo nữ tu cảnh giới đề cao, thân thể kiểu gì cũng sẽ một chút xíu phát dục. Không chỉ có là lệ chi tiên tử, cái khác nữ tu cũng đều đồng dạng. Vũ Nhu Tử, thì ra là thế. Tống Thư Hàng, lời này vũ nhu tử đầu óc ngươi bên trong ngẫm lại liền tốt, tuyệt đối đừng ngay trước mặt lệ chi tiên tử nói. Vũ nhu tử, Tống tiền bối, ta cũng không phải tam lãng tiền bối. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống, hiện tại là tứ lãng. Ta cảm giác đổi thành tứ lãng phía sau tam lãng tiền bối biến càng tác tử. Vũ nhu tử nói, dứt lời nàng khống chế đậu đậu, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng đài cao chính giữa đi đến, sau đó vững vàng ngồi xuống đài cao chính giữa ánh mắt của nàng dò xét tứ phương. A, à, loại cảm giác này, cảm giác ngoài ý muốn mang cảm giác đây. Vũ Nhu Tử nhỏ giọng nói. Phảng phất như là nữ hoàng đi tuần đồng dạng, ngồi ở to lớn hoàng kim trên đài cao, thật xuất khí cảm giác. Nàng phát hiện mình một chút liền thích ngồi loại này hoàng kim đài cao cảm giác. Chờ tương lai, ta cũng kết hôn thời điểm, nhất định cũng phải ngồi dạng này hoàng kim đài cao xuất giá. Vũ Nhu Tử nói. Tô Thị A Thập Lục cười nói, Vũ Nhu Tử có muốn gả người sao? Cha nói, tương lai phải cho ta tìm giống như hắn hội chiếu cố nữ nhi nam nhân. Dạng này, tương lai cháu gái của hắn liền sẽ không bị người hiếp đáp. Ha 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 ha, Vũ Nhu Tử trả lời. Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng, Linh Điệp Tôn Giả suy tính tương đương sâu xa đây này. Lúc này, một trận pháo thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, có một đội nam tử mặc trang phục màu đỏ tụ tập lại, đi vào hoàng kim đài cao phía trước. Bọn hắn móc ra đủ loại nhạc khí, bắt đầu diễn tấu. Lại có người dơ ống dài hình dáng pháp khí, hướng phía không trung phóng thích pháo kích. Loại này giống như tiếng pháo nổ chính là từ nơi này pháp khí bên trong thả ra. Đây là một chi chuyên nghiệp đón dâu đội ngũ. Theo âm nhạc vang lên, hoàng kim đài cao chậm rãi di chuyển về phía trước. Lệ chi tiên tử mang theo phù dâu đoàn, leo lên Hoàng Sơn chân quân chuyên môn chuẩn bị tiên thuyền, tiên thuyền đi theo Hoàng Kim Đài Cao Hậu Phương. Hoàng Kim Đài Cao di động hơn trăm mét phía sau dừng lại. Phía trước, có một nhóm lớn, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu ở nơi đó chuẩn bị sẵn sàng. Đây là làm gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Tô Thị A Thập Lục giải thích nói, nghe nói là Hoàng Sơn chân quân một phương này tập tục, tân nương khi xuất giá thời điểm, nhà mẹ đẻ người cần tại cố kiệu di động 100 mét phía sau bắt đầu đem chính mình hạ lễ đưa lên, giao cho tân nương, cũng cho nàng chúc phúc. Lúc này đậu đậu không ở không có vấn đề sao, tiếp nhận chúc phúc hẳn là hắn tương đối tốt đi, Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A thập lục, đậu đậu tránh cái này chúc phúc còn đến không kịp đây. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối, A thập lục, chớ quấy dày. Ta lực chú ý không cách nào tập trung A, à. kế tiếp là lúc mấu chốt, ta không thể diễn hỏng rồi. À, rồi tác, lạp 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 hắc, Tạo hóa tiên tử phát ra tiếng nói. Tống thư hàng, vẫn là cầu nguyện Tạo hóa tiên tử tại thời điểm mấu chốt đừng làm loạn đi. Hoàng kim đài cao ngừng một chút nhỏ. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu chen lên đến đây, bắt đầu đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong lễ vật giao cho đậu đậu. Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất tiến lên, hắn đạp vào hoàng kim đài cao, đi vào chỗ ngồi trước. Lại lấy ra một đầu túi càn khôn đưa cho đậu đậu, trong này chứa đi qua cải tạo xe đẩy, tốc độ nhanh đến không có bằng hữu ta còn mời cửu châu nhất hào quần, đạo hữu cùng một chỗ tham dự cải tạo. Đậu đậu, tân hôn hạnh phúc, lần này ngươi không cần đến đảo hôn, đến lúc đó tân lang nhất định sẽ để ngươi giật mình. Giật mình, vì cái gì, vũ nhu tử tiếp nhận túi càn khôn, lại hỏi, a à, bắc hà tiền bối liền túi càn khôn cũng phải đưa ta sao? Nàng nhớ cái túi càn khôn rất quý giá cái này túi càn khôn là Hoàng Sơn chân Quân cho chúng ta trang lễ vật dùng. Nếu không, ta cũng không thể khiêng xe đẩy tới. Bác Hà Tán Nhân cười vỗ vỗ, đậu đậu đầu. Bác Tán Nhân về sau, cổ hồ quan chân Quân, tạo hóa pháp phương chờ đạo hữu đều nhất nhất tiến lên đây, nhao nhao đưa lên túi càn khôn, đem chính mình lễ vật đưa lên. Sau đó là thất sinh phù phủ chủ, hắn vẫn như cũ là xuất khí màu đen áo khoác dài cách ăn mặc. Thất sinh phù tiền bối, Người hôm nay cùng tống tiền bối tiếp xúc. Vũ nhu tử lên tiếng hỏi. Thất sinh phù phủ chủ, tống tiền bối. Ai? Tống thư hàng tiền bối A, thất sinh phù tiền bối trước đó không phải tại trong quần nói qua, muốn giao cho hắn một đống sửa chữa khôi lỗi vật liệu sao? Vũ nhu tử nói. Thất sinh phù phủ chủ một mặt mộng bức, đậu đậu gọi tống thư hàng tiền bối. Đậu đậu đây là bị, bức hôn, bức đến đầu óc bị hư. Vũ nhu tử cô nương này. Khi mới diễn đến một nửa, liền xuất hiện sai lầm. Thất sinh phù phủ chủ nói, Tống Tiểu Hữu còn có việc vội vàng, chờ người hôn lễ sau khi kết thúc ta lại đi gặp hắn. Đồng thời, trong đầu hắn linh quang lóe lên, cửu châu nhất hào quần, bên trong hội gọi Tống Thư Hàng Tiểu Hữu tiền bối chỉ có vũ nhu tử A. À? Chẳng lẽ, trước mắt không phải đậu đậu? Nghĩ tới đây, thất sinh phù phủ chủ quay người phất phất tay, cái kia tạm biệt, vũ nhu tử. Gặp lại, thất sinh phủ tiền bối. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, thất sinh phù phủ chủ. Vọng Thiên, quả nhiên là Vũ Nhu Tử nha đầu. Đã trước mắt, đậu đậu, là hàng giả, cái kia thật đậu đậu đi đâu rồi. Mặt khác, Vũ Nhu Tử đóng vai thành đậu đậu tham gia hôn lễ sự, linh điệp tôn giả biết không. Thất sinh phù đạo hữu trong lòng tốt hoảng. Thất sinh phù phủ chủ về sau, giao bá chân quân dậm chân tiến lên. Giao bá chân quân lễ vật không có chứa ở trong túi càn khôn, mà là chứa ở một cái trong kết nước. Cho, đậu đậu, ta đưa ngươi lễ vật, một đầu sờ sở, chân quân đem bể nước đưa lên, bên trong chứa một con cá lớn. Con cá này, mọc ra một trương yêu thương khuôn mặt. Tống thư hàng nhớ kỹ con cá này tên gọi Thủy Thích Ngư. Tạ ơn giao bá tiền bối, con cá này ăn ngon không? Vũ Nhu Tử nói, ăn, giao bá chân quân sướng sờ, đậu đậu, ngươi không phải là muốn nàng sao con cá này yêu gọi sở sở a à. vũ nhu tử tống thư Hàng thực sự nhìn không được giả ra vui vẻ bộ dáng phải biết đậu đậu là sở sở khống thu đến một đầu sở sở ngư yêu phía sau đậu đậu sẽ rất ưa thích mới đúng vũ nhu tử gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười tạ ơn giao bá tiền bối ta thích nhất sở sở giao bá chân quân nhẹ gật đầu sau đó một mặt không hiểu thấu rời đi luôn cảm giác cái này đậu đậu có vấn đề các hảo hữu lễ vật đưa xong phía sau kim sắc hoàng kim đài cao tiếp tục bị đám khôi lỗi nâng lên, vững bước hướng về phía trước. Phía trước chuyên nghiệp đón dâu đội ngũ lại bắt đầu thổi kéo đàn hát. Cửu châu nhất hào quần đạo hữu nhóm cũng chui vào từng chiếc tiên trong đỏ, đi theo đội ngũ tiến lên. Bọn hắn đã tại Hoàng Sơn chân Quân trong nhà ăn xong một trận phần món ăn. Bất quá đây là món ăn khai vị, chờ đến Tân Lang, nhà phía sau còn có một trận càng mỹ vị hơn tiên chân yến chờ lấy bọn hắn hưởng thụ cũng là từ tu chân giới nổi danh tiên trù chuẩn bị thịnh yến. Đón dâu đội ngũ đằng không mà lên, toàn bộ là tứ phẩm trở lên tu sĩ, có được chế thức phi kiếm. Đội ngũ càng bay càng nhanh, sơ lên hoàng kim đài cao khôi lỗi đồng dạng gia tốc. Vũ nhu tử hai mắt càng phát ra sáng tỏ. Loại cảm giác này, 32 cái tán. Đội ngũ càng bay càng xa, thậm chí phía sau tiên thuyền đều bị lôi ra một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một cái lưới lớn vào đầu chụp xuống chụp vào chi kia đón dâu đội đồng thời lại có một mảnh bóng dâm trống rỗng xuất hiện đem hoàng kim đài cao bao phủ chu ly phát ra cười to ha 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 độc cô bạch táo xanh đạo nhân bạch nhận kiếm khách lạc anh tiên tử các ngươi vẫn là không nhịn được xuất thủ a à. đáng tiếc hắn đã sớm chuẩn bị không thể để cho mấy tên này phá hủy đậu đậu hôn lễ cùng lúc đó tránh né ở độc cô bạch một mặt mộng bức xuất thủ không phải bọn hắn a. À. Chương 1293. Chu Ly cười ha ha nói, không cần lo lắng, bên ta đã sớm chuẩn bị. Độc cô Bạch cái này ra hỏa muốn cướp cưới là si tâm vọng tưởng. Đậu đậu người yên tâm, có ta Chu tại, Người nhất định có thể an tâm gả đi. Đem đậu đậu gả đi phía sau hắn có nhà của mình, không còn rời nhà trốn đi. Sau đó hắn cũng không cần lại đi theo đậu đậu sau lưng cho nó chùi đít. Dạng này, hắn thì có đầy đủ thời gian cùng Ngọc Cầm Tiên sinh Âu Dương Viện hẹn hò, ngẫm lại cũng cảm giác mỹ thích hung ác. Đậu đậu, ta hôm nay liền xem như liều mạng cũng phải đưa ngươi gả đi. Sau đó, ngươi về sau hội hạnh phúc, ta cũng giống vậy. Chu Ly hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị, tất cả công kích đều bị hắn cùng hắn an bài thành viên một mực ngăn lại. Chỉ cần ngăn chờ một hồi, đằng sau tiên trong đò, cửu châu nhất hào quần, cùng Hoàng Sơn chân quân hảo hữu nhóm đuổi tới, vài phút liền có thể đem cướp cưới ra hỏa bắt sống. Đoạt cưới, Vũ Nhu Tử lập tức biến tinh thần. Loại này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể trình diễn nội dung cốt truyện, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng bản thân thể nghiệm một thanh. Tống tiền bối, tống tiền bối, người có nghe hay không, là đoạt cưới nha. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói. Tống Thư Hàng, hắn vừa rồi nghe được Chu Ly đang gọi, độc cô bạch, danh tự, nếu như hắn không có nhớ lầm, Độc Cô Bạch hẳn là phù sinh tiên tử đệ tử a. Hắn quả nhiên vẫn là đi ra gây sự sao? Nhưng là Độc Cô Bạch muốn cướp cưới, vì cái gì không đi cướp, phù sinh tiên tử ngược lại còn muốn mai phục đậu đậu cướp cưới. Cái này ra hỏa trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói lên đoạt cưới, ta đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị tin tức. Tô thị A thập lục nói, trước đó không lâu, trên mạng có người đại náo hôn lễ đoạt cưới, chỉ là cướp đối tượng để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái này tin tức ta biết, mọi người cho là hắn muốn cướp tân nương thời điểm, hắn lại đem tân lang đoạt đi, có phải hay không cái này? Vũ Nhu Tử nói. Không, ta nhìn trong video, đoạt cưới chính là nữ, nàng đem tân nương đoạt đi. Tống Thư Hàng thở dài, hai người các ngươi nhìn đều là cái gì tin tức A, liền không có bình thường điểm đoạt cưới tin tức sao? IEA IEA đần tạo hóa tiên tử nói. Vũ Nhu Tử, bởi vì hiện tại tin tức phải bắt được điểm sáng không giống bình thường. Nam đoạt nữ, nữ đoạt nam đã sớm không mới mẻ. Nam đoạt nam, nữ đoạt nữ mới có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chó cắn người đã không phải tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Tô Thị A thập lục nói. Vũ Nhu Tử bổ sung, thậm chí khi người cắn chó đều không phải là tin tức phía sau liền phải tìm kiếm càng sâu càng kình bạo tin tức. Tỷ như người cùng chó lẫn nhau cắn đại chiến, hoặc là một người đuổi theo mười mấy con chó đi cắn. Cho nên, không thể trách chúng ta, Tô Thị A thập lục nói. Tống Thư Hàng cảm giác mình phản bác không thể. Đến rồi đến rồi, Tống Tiền Bối, có cái đoạt cưới người chỗ sung yếu đến trước mặt chúng ta đến rồi. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A thập lục, trên nửa trận từ ngươi đến, ngươi đến ứng phó hắn. Bao trên người ta, ta đã nghĩ kỹ nội dung cốt truyện, ứng đối ra sao cướp cưới người. Vũ Nhu Tử bảo đảm nói, Tống Thư Hàng có chút bất an, ngươi chuẩn bị thế nào làm? đương nhiên là cự tuyệt hắn dù sao chúng ta phải bảo đảm đậu đậu hôn lễ thành công mặc dù nói bị cướp cưới nội dung cốt truyện cũng rất kích thích vũ nhu tử nói đang khi nói chuyện một cái đại hồ tử xuyên qua chu ly bố trí phòng ngự thành công vào tới đậu đậu trước mặt theo ta đi chó con đại hồ tử nói cha nam đi theo ngươi nằm mơ vũ nhu tử nghiêm túc nói đại hồ tử cha nam người cái này hỗn đản khi ta quyết định đã lấy chồng thời điểm, người vẫn còn chạy tới phá hư hôn lễ của ta. Nếu như người muốn cướp cưới, vì cái gì không sớm một chút tới. Tại hôn lễ bắt đầu trước, thời gian lâu như vậy, người có càng nhiều thời gian để hoàn thành cùng ta ước định. Mà bây giờ, khi ta quyết định lấy chồng thời điểm, người lại xuất hiện tại trước mặt của ta, xuất hiện tại thế giới của ta. Từ bỏ đi, độc cô bạch, ta sẽ không cùng ngươi rời đi, vĩnh viễn sẽ không. Vũ Nhu Tử chứng chạc đàng hoàng đọc lấy không biết từ chỗ nào lấy được lời kịch. Đọc lấy đọc lấy, chính nàng đều bị lời kịch cảm động, rũi ra móng vuốt lau khóe mắt của mình. Cái này lời kịch thật sự là cấp một bổng. Cái gì, đại hồ tử một mặt mộng bức. Thời gian rất quý giá, hắn cũng không muốn nghe cái này chó con thao thao bất tuyệt. Hắn muốn trực tiếp đem cái này chó con bắt đi, nhưng là tay của hắn lại không cách nào bắt được cái này Pekinzis trên người của đối phương có tầng một hào quang màu vàng óng, tầng này quang mang liền như là tuyệt đối phòng ngự, để đại hồ tử tay không pháp tiếp xúc đến đậu đậu. Là công đức xà mỹ nhân, nàng một mực đang thủ hộ lấy tống thư hàng, đồng dạng cũng tại thủ hộ lấy hiện tại đậu đậu nhục thân. a à, ta cái này lời kịch không cảm động sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Vũ Nhu Tử, ta nghĩ người khả năng sai lầm. Tống Thư Hàng nói, cái này đại hồ tử không phải độc cô bạch, độc cô bạch không có xấu như vậy. Vũ Nhu Tử, cái gì? Cái này lúng túng. Đại Hồ tử, mà lại, Độc Cô Bạch muốn tìm cũng không phải đậu đậu, hắn muốn cướp hẳn là sư phụ của hắn. Tống Thư Hàng nói. Vậy cái này Đại Hồ tử là ai, chạy nơi này làm gì? Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng, có lẽ là Độc Cô Bạch đồng bạn. Đã như vậy, vậy liền thay cái lời kịch, Vũ Nhu Tử nói. Tại Đại Hồ tử khổ vì không cách nào phá hợp kim có vàng sắc quang mang phòng ngự thời điểm, Vũ Nhu Tử lần nữa nói, đi thôi, đại hồ tử. Nói cho Độc Cô Bạch, ta cả đời này cùng hắn hữu duyên vô phận. Để hắn quên ta, ta là nữ nhân xấu. Xqu gạch dưới me, đại hồ tử hai mặt mộng bức. Độc Cô Bạch là thứ quỷ gì, hắn căn bản không biết ha. À. Tống Tiền Bối, cái này đại hồ tử tựa hồ liền Độc Cô Bạch cũng không biết ha. À. Có phải hay không chỗ nào lại sai lầm? Vũ Nhu Tử kêu lên. Tống thư hàng, nếu như không phải Độc Cô Bạch vậy cái này phê đoạt cưới chính là ai? Lúc này, Chu Ly thanh âm truyền đến, ha 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 ha, độc cô Bạch đạo hiếu, người từ bỏ đi, các ngươi không có cơ hội. Các vị tiền bối, mời đến giúp ta một chút sức lực, đem những này cướp cưới ra hỏa toàn bộ cầm xuống đi. Ngọa Thảo, ta căn bản còn chưa kịp tới cướp cưới có được hay không? Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Là độc cô Bạch, hắn đứng dậy, đối chu ly cả giận nói hiện tại cướp cưới người và ta một mao tiền quan hệ đều không có ta đặc mã còn chưa kịp tới hành động cái này nồi lão tư không cóng độc cô bạch quyết định từ bỏ kế hoạch a cái này đội không hiểu thấu xuất hiện cướp cưới đội ngũ hoàn toàn dự định kế hoạch của hắn hiện tại hắn coi như dẫn đội sông đi lên hiện tại chu ly có chỗ chuẩn bị tình huống dưới hắn không cách nào theo kế hoạch a âm thầm thay thế đi đậu đậu không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo. Cái này chi cướp cưới đội ngũ đến cùng là ở đâu ra ngô xuẩn. Từ bỏ kế hoạch A, cho nên độc cô Bạch chủ động đứng dậy, bắt đầu chấp hành kế hoạch B. Chu Ly nhìn qua độc cô Bạch, ngây ngẩn cả người. Nhật, độc cô Bạch còn chưa kịp tới cướp cưới, vậy bây giờ cướp cưới người là ai? Lúc này, Hoàng Kim bên trên đài cao, một cái thích khách ăn mặc ra hỏa hướng về phía đại hồ tử cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đem con chó kia bắt đi. Đại ca, con chó này bên người có công đức chi quang thủ hộ, ta bắt bất động hắn. Đại hồ tử trả lời. Gặp quỷ, ai có thể nói cho ta biết một con chó trên người vì sao lại có cường đại như vậy công đức chi lực. Cái kia thích khách ăn mặc ra hỏa kêu lên. Chu ly ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Tung bức, ăn ta một liên. Hai đầu cổ quái dây xích bị Chu ly tế ra, cuốn về phía thích khách kia cùng đại hồ tử. Hoàng Kim bên trên đài cao có Chu Ly đã sớm bố trí tốt thiên la địa võng, coi như đậu đậu trên người không có công đức chi lực, thủ hộ, đại hồ tử cũng vô pháp rời đi đài cao. Sau một khắc, đại hồ tử cùng thích khách toàn bộ bị trói chặt. Các ngươi là ai? Chu Ly trầm giọng nói, đại hồ tử không phải độc cô bạch cùng một bọn, cái thứ này là phương nào nhân mã, tại sao phải cướp cưới? Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi cho rằng trói lại chúng ta liền thắng sao? Ngây thơ, trong bóng tối ra hỏa lên tiếng nói. Đại hồ tử, kế hoạch A thất bại, chấp hành kế hoạch B. Đầu năm nay, đi ra làm cái đại tin tức, không định cái một loạt ABCD kế hoạch, đều không có ý tứ gây sự. Đáng giận, nhanh như vậy liền muốn chấp hành kế hoạch B. A kế hoạch là ai bày kế, đơn giản cùng cướp đồng dạng Nhanh như vậy liền thất bại, cướp cưới trong thành viên có người bất mãn nói. Sau đó, Tại Chu Ly cùng chạy tới lệ chi tiên tử bọn người ánh mắt nghi hoặc bên trong, tất cả cướp cưới thành viên đưa tay chụp hướng mình trong mắt. Từng đôi đẫm máu con mắt bị bọn hắn chụp ra. liền ngay cả thích khách kia cùng đại hồ tử con mắt, cũng từ trong hốc mắt rơi ra. Tất cả trong mắt chủ động tụ lại. Cuối cùng tại đại hồ tử ngay phía trên tạo thành một đầu con mắt thật to. Cái này con mắt thật to phảng phất từ hỏa diễm chỗ cấu tạo, cháy hừng hực hỏa diễm bên trong có thể thấy rõ ràng xích hồng sắc dựng thẳng đồng tử. Lại là ánh mắt, Tống Thư Hàng trong lòng máy động, gần nhất hắn gặp được mấy đợt cùng con mắt chuyện có liên quan đến, mỗi lần đều không kết quả tốt. Cái này hỏa diễm con mắt lại là cái gì lai lịch? Mà đồng thời, những cái kia trừ đi bản thân con mắt cướp cưới người phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của bọn hắn hóa thành một cho tàn, bao quát đại hồ tử cùng thích khách thân thể, toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, tất cả cướp cưới người trong thân thể, có một loại giống như linh hồn hình dáng đồ vật trùng thiên mà lên, bay về phía cái kia to lớn hỏa diễm con mắt. Ha ha, buộc chúng ta dùng ra kế hoạch B, các ngươi chết chắc. Lúc đầu chúng ta chỉ cần cướp đi cái này cho con, hiện tại các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đại hồ tử linh hồn đắc ý cười nói. Ngưng cười, hắn cũng trùng thiên mà lên, chuẩn bị vùi đầu vào cái kia hỏa diễm chi nhãn bên trong. Nhưng vào lúc này, một đầu cánh tay màu vàng óng đột nhiên chui ra bắt lấy đại hồ tử hồn là công nước xà mỹ nhân tại nàng bắt lấy đại hồ tử hồn về sau nàng lại quay người đối đậu đậu nhục thân tại trong cơ thể nàng xích tiêu kiếm ăn ý vì nàng phối âm thư hàng siêu độ siêu độ thế nhưng là ta bây giờ không phải là nhục thân của mình có thể sử dụng siêu độ chi pháp sao thả ta ra đại hồ tử cả giận nói Tống Thư Hàng lập tức từ Vũ Nhu Tử thể nội tiếp nhận đậu đậu quyền khống chế. Sau đó, hắn ý đồ vận chuyển siêu độ chi pháp, duỗi ra móng vuốt dựng hướng đại hồ tử, miệng tụng địa tàng độ hồn kinh. Trong lúc nhất thời, đậu đậu trên thân tản mát ra đại từ bi, đại trí tuệ cảm giác. Ngớ ngẩn, ta cũng không phải quỷ hồn, người như thế nào độ ta. Đại hồ tử kêu lên. Lúc này, công nước xà mỹ nhân phun ra xích tiêu kiếm, một kiếm chọc vào đại hồ tử ngực, chương 1294, không ai cản nổi. A, a a a đại hồ tử kêu thảm âm lượng kinh người, cao vút thẳng lên, trực tiếp đạt đến nam cao âm hai gạch dưới C trình độ. Bởi vì hắn hiện tại là cùng loại với hồn thể tồn tại, bị thọc một kiếm sau cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là bị thọc cái đại lỗ thùng. Hiện tại, người chết, xích tiêu kiếm dùng cao lạnh thanh âm nói. Công đức xà Mỹ nhân đem xích tiêu kiếm quất ra, lúc này, đại hồ tử thân thể toàn bộ hướng chỗ ngực lỗ thủng lớn sụt. Nháy mắt, thân thể của hắn biến thành một cái nắm đấm lớn trùm sáng. Tống thư hàng khống chế đậu đậu móng vuốt đặt tại cái này quang đoàn bên trên, siêu độ chi pháp thuận lợi khởi động. Phản âm trận trận, đại từ bi, đại công đức, đại trí tuệ quang mang bao phủ quang đoàn. Tại phản âm bao phủ một trong điểm điểm, đại hồ tử thân thể biến thành quang đoàn cứ như vậy bị siêu độ. Phọng thiên, còn có thể làm như vậy đây có phải hay không là có chút không Phật môn, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Trước đem người chặt, lại đem đối phương siêu độ, cái này không phù hợp siêu độ chi pháp nguyên tắc A. Nhưng sự thật thắng hùng biện, cái này đại hồ tử thật sự bị siêu độ. Hắc hắc, tính cái này ra hỏa không may, vừa vặn đụng ta vết đao. A phi, là kiếm trên miệng, xích tiêu kiếm nói, Thư Hàng, tìm cơ hội đem mặt khác mấy cái hồn thể cũng chặt. Giống bọn hắn loại này trạng thái đặc thù hồn thể ngàn dặm mới tìm được một chặt còn có thể siêu độ, bỏ lỡ lần này nói không chừng ngươi cả một đời đều gặp không được lần thứ nhất. Siêu độ một cái, đỉnh ngươi đi qua hơn vạn cái, cái này một đợt công đức chi lực tăng ổn. Bọn hắn là lai lịch gì? Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm tựa hồ biết những này đại hồ tử lai lịch. Ha ha, trong truyền thuyết thần minh cùng hắn thần quốc bên trong người cuồng tín, thánh đồ. Xích tiêu kiếm lại nói, đừng hỏi ta thần minh cùng thần quốc cùng cuồng tín đồ là cái gì đồ chơi, Ta cũng không biết, ta chính là ta, hội đao ý xích tiêu kiếm, ta chỉ vì tiên tử đại ngôn. Tống thư hàng, công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu nhìn cái kia con mắt thật to, hai mắt lóe lên lóe lên, liền phảng phất nhìn lấy một đầu ăn ngon bánh gato. Lúc này, hỏa diễm chi nhãn bên trong, cái kia thích khách thân ảnh lần nữa hiện thân. Đồng thời hiện thân còn có hắn những đồng bạn kia, toàn bộ người khoác bóng tối thích khách trang phục, từ hỏa diễm chi nhãn bên trong đập ra trong mắt của bọn hắn không có con ngươi, chỉ có trắng bệch hỏa diễm. Chu Ly vung tay lên một cái, xiềng xích cuộn tất cả lên. Nhưng là, xiềng xích tại gặp gỡ đây cơ hồ vị thích khách thời điểm, trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, không cách nào xúc phạm tới bọn hắn. Ha 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 ha, thích khách phát ra tiếng cười đắc ý, thân hình hắn cấp tốc chấp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu trước mặt. Trên tay hắn bắn ra một đôi lợi chảo, đâm hướng Chu Ngươi không cách nào xúc phạm tới ta, nhưng ta có thể tiếp xúc đến ngươi. Chết, ách thích khách lời nói vẫn không nói gì, một thanh thiêu đốt kiếm đâm thấu bộ ngực của hắn, tại lồng ngực của hắn chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Làm sao có thể, ở vào manh thứ trạng thái chúng ta là hư ảo không cách nào bị tiếp xúc tồn tại, vì sao lại bị người một kiếm đâm xuyên. Thích khách cúi đầu nhìn qua ngực mũi kiếm nhọn, đến chết vẫn không tin nổi một màn này. Không cách nào tiếp xúc đến tồn tại liền xem như thú giới chư danh đại hư không áo nghĩa bí pháp, cũng không dám nói mình hoàn toàn không cách nào bị người tiếp xúc. Trạng thái này của ngươi, cũng liền hù dọa người thôi. Xích tiêu kiếm cười lạnh. Công đức xà mỹ nhân tay phải đem xích tiêu kiếm rút ra, tay phải nắm đậu đậu cổ ra thịt, đem hắn hướng về phía trước chuyển tới. Thật là khó chịu, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đậu đậu không phải mèo, dạng này nắm lấy rất thống khổ. Tống thư hàng kêu lên đồng thời hắn duỗi ra móng vuốt đặt tại thích khách trên thân. Thích khách cùng đại hồ tử đồng dạng, thân thể hướng ngược lỗ thủng lớn sụt, biến thành một cái nắm đấm lớn trùng sáng. Khi Tống Thư Hàng khống chế đậu đậu móng vuốt, thi triển siêu độ chi pháp lúc, quang đoàn được thuận lợi siêu độ. Đại lượng công đức chi quang tràn vào đến công đức xà mỹ nhân trên người. Độ hóa một người, liền sánh được độ hóa hơn vạn vong hồn. Trong hư không cái này hỏa diễm mắt to chính là thần minh, sao? Vậy hắn tại sao phải bắt đậu đậu? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Có lẽ đây là một vị nào đó cho thần, muốn đậu đậu đi qua làm thần thê. Vũ Nhu Tử suy đoán nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu mặc dù phải gả, nhưng nó là chỉ hùng Pekinzis. Cho nên, có lẽ cái này hỏa diếm con mắt chỉ là khuyển nương, muốn cướp đậu đậu đi làm lão công. Nghiêm túc điểm, ta đang nghĩ, có thể hay không cùng chúng ta dưới chân cái này hoàng kim đài cao có quan hệ, luôn cảm giác cái này hoàng kim đài cao giống như là từ cái gì tế đàn chế tạo thành. Tô thị A thập lục nói: "Cái này dùng để tiếp đậu đậu, kiểu cưới cảm giác có chút hoa lệ quá mức." Kết hợp với Xích Tiêu Kiếm vừa rồi nói, Hỏa Diễm chi nhãn là một loại thần minh, thuyết pháp Tô thị A thập lục hoài nghi cái này hoàng kim đài cao khả năng vốn là Hỏa Diễm con mắt tín đồ chế tạo tế đàn, sau đó chẳng biết tại sao hội rơi vào đến hoa hạ đến, lại bị người chế tạo thành đón dâu chuyên dụng, kiểu cưới Ta thập lục rất có thể đoán đúng, vọng thiên ta luôn cảm giác lần này đậu đậu hôn lễ có chút cổ quái. Các ngươi không ngờ Hoàng Sơn tiền bối đối với chúng ta mấy cái hành vi quá dung túng sao. Tại đậu đậu nhân sinh trọng yếu nhất trong hôn lễ, ý thức của chúng ta cùng đậu đậu tiến hành trao đổi, Hoàng Sơn tiền bối vậy mà đều ngầm cho phép hành động của chúng ta. Suy nghĩ kỹ một chút, không ngờ có chút quá mức trò đùa sao. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn chân quân đối đậu đậu rất là cương chiều, nếu quả như thật muốn tổ chức đậu đậu hôn lễ, chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta dạng này phá hư hôn lễ. Ở trong đó nhất định có đại tin tức. Xích tiêu kiếm, lại biến nói nhiều. Tống thư hàng, lần này không có nói nhiều đi, hắn đã tận lực khống chế bản thân nói ngắn gọn. Vũ Nhu Tử, ta cũng có loại cảm giác này, đêm qua thời điểm, Hoàng Sơn tiền bối nói một câu, ta ấn tượng rất sâu. Hắn nói nói không chừng, từ thư hàng tiểu hữu khống chế đậu đậu thân thể mới là lựa chọn tốt nhất có thể ứng phó một số đột phát sự kiện. Ta suy đoán, Hoàng Sơn tiền bối đã sớm biết hôm nay trong hôn lễ sẽ xuất hiện dị trạng. A i i i, A đạt, tạo hóa tiên tử thanh âm. Tô thị A thập lục, cho nên, cái này hỏa diễm chi nhãn nói không chừng là Hoàng Sơn tiền bối cố ý hấp dẫn tới được. Tống thư hàng, 89 phần 10, loại này xấu bụng phong cách hành sự, rất có Hoàng Sơn tiền bối đặc sắc nhưng chính là không biết Hoàng Sơn chân Quân đem cái này hỏa diếm con mắt, thần minh, hấp dẫn tới làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt hắn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối muốn bắt cái kia mọc ra mắt tinh cầu làm sủng vật, Hoàng Sơn tiền bối có thể hay không muốn bắt cái này hỏa diễm con mắt, thần minh, làm sủng vật. Chứng sự, Bạch tiền bối thanh âm đột nhiên vang lên. Tống Thư Hàng bị giật nảy mình. Không có việc gì, không có việc gì, người tại ta phụ cận sao? Bạch tiền bối, tống thư hàng hỏi bạch tiền bối ta mới vừa ở cùng người chơi bịt mắt trốn tìm bất chi bất giác giấu đến phụ cận đột nhiên ngươi gọi điện thoại ta ta kém chút liền bại lộ tống thư hàng ta chỉ là dụng ý biết nghĩ nghĩ bạch tiền bối cái từ ngữ này chính là quay số điện thoại rồi không có việc gì đừng gọi ta ta hiện tại phiền phức quấn thân bị phát hiện liền chơi xong người khác bịt mắt trốn tìm thời điểm ngươi gọi người khác điện thoại đây không phải gian lận hành vi sao treo a à, bạch tiền bối nói suốt lời hắn dập máy cùng tống thư hàng ý thức ở giữa liên hệ tống thư hàng khóe miệng co giật bạch tiền bối tại cùng ai chơi bịt mắt trốn tìm nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có vị kia đương kim chư thiên vạn giới thiên bây giờ hiện thế chỉ sợ cũng chỉ có vị này có tư cách buộc bạch tiền bối chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi tống thư hàng rũi ra đậu đậu móng vuốt 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 huyệt thái dương giận xoa đầu chó hiện thực bản luôn cảm giác vấn đề này biến càng ngày càng rối loạn. đang lúc tống thư hàng buồn dầu thời khắc, hắn, tô thị a thập lục, vũ nhu tử đồng thời cảm giác được gáy ra lại bị nắm lên. công đức xà mỹ nhân một tay nhấc lấy đậu đậu, một cái tay khác dẫn theo xích tiêu kiếm. nàng níp tay niếp cái đuôi đi vào một vị bóng tối thích khách sau lưng. vị kia thích khách đang cùng lệ chi tiên tử chiến đấu. sự thật chứng minh những này bóng tối thích khách manh thứ trạng thái chính là cái dọa người đồ chơi mười mấy chiêu không đến, liền bị cửu châu nhất hào quần, đạo hữu nhìn thấu. Vị này thích khách lúc này bị lệ chi tiên tử triển áp, đang chuẩn bị mở miệng triệu hoán đồng đội cùng một chỗ ứng phó lệ chi tiên tử. Nhưng khi hắn hé miệng thời điểm, một thanh thiêu đốt mũi kiếm gai nhọn thấu lồng ngực của hắn. a à, vang dội tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây đã là cái thứ ba chết ở công đức xà mỹ nhân dưới kiếm thích khách. Ấn lên diện trình tự, tống thư hàng rũi ra đậu đậu chi chảo, vận chuyển, siêu độ chi pháp, đập vào thích khách trên thân, đem hắn siêu độ. Vũ nhu tử, kỳ quái, những này thích khách đều mù sao. Vì cái gì bọn hắn đều không nhìn thấy lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống thư hàng công đức xà mỹ nhân cũng không có ẩn thân A. Tô thị A thập lục, bọn hắn thật đúng là mù, người quên bọn hắn đem chính mình trong mắt chụp ra, biến thành đỉnh đầu cái này hỏa diễm chi nhãn sao. Tống thư hàng siêu độ xong thích khách, lại thu hoạch một đợt công đức chi lực phía sau nói khả năng chỉ cần lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cẩn thận một chút những này thích khách liền không cảm ứng được nàng đi chính giọng nói công đức xà mỹ nhân lần này điểm lấy bản thân đuôi rắn cẩn thận giật giật đi tới cùng chu ly giao chiến thích khách sau lưng tay nâng kiếm lạc vẫn là đồng dạng tư thế vẫn là đồng dạng góc độ xích tiêu kiếm từ phía sau lưng đâm vào mũi kiếm nhọn từ thích khách trước ngực đâm ra tại tử vong trong nháy mắt thích khách hai mắt biến sáng tỏ, hắn trong mắt hỏa diễm thấy được bộ ngực mình mũi kiếm, sau đó phát ra một tiếng không dám tin kêu thảm. Công đức xà mỹ nhân hoàn thành tứ sát. Lại không lâu nữa, công đức xà mỹ nhân vòng quanh cái đuôi ổ lấy không nhúc nhích. Một vị cùng bác hà tán nhân giao thủ thích khách từ công đức xà mỹ nhân bên người lướt qua. Công đức xà mỹ nhân nhảy lên một cái, xích tiêu kiếm vô tình chọc ra. Vẫn là cái kia góc độ cùng suốt kiếm tư thế. Ngũ sát siêu độ xong cái thứ năm thích khách phía sau công đức xà Mỹ nhân lần này chủ động phát khởi công kích sắp tiếp cận cái thứ sáu thích khách thời điểm đánh mặt dép lê bị tế ra dép Lê thượng quấn quanh lấy công đức chi Quang ba một chút đem cái thứ sáu thích khách đập ngã trên mặt đất công đức xà Mỹ nhân nhanh chóng tiến lên đuôi rắn nhọn đối thích khách đâm một cái thích khách một chiêu lại lư đả cổn nhanh chóng chuyển động nhưng ngay tại hắn nhanh chóng nhấp nhô đem phần lưng bại lộ ở trong mắt công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt, xích tiêu kiếm vô tình đưa ra. Hôm nay không giả chết công đức xà mỹ nhân, không ai cản nổi. chương 1295, mời nói ta là trên thế giới kẻ đáng ghét nhất. Đem phần lưng đối với địch nhân, là bực nào ngu xuẩn hành vi A. Công đức xà mỹ nhân một kiếm chọc ra, vẫn là cái kia suốt kiếm tư thế cùng góc độ. Kiếm từ phía sau lưng đâm vào, lại từ ngực lộ ra. Lục sát, Giờ khắc này, công đức xà mỹ nhân chúa tể toàn bộ chiến trường, trở thành cả chàng nhân vật chính. Tống thư hàng đảm nhiệm, tịnh hóa khí, nhân vật, đem mỗi một cái bị chém giết, thích khách, siêu độ. Lại nói, chúng ta như thế giết chết những này thích khách, trên bầu trời cái kia hỏa diễm chi nhãn không có hành động sao? Tống thư hàng lên tiếng hỏi. Có thể bị công đức xà mỹ nhân quan thượng, thần minh, xương hô tồn tại, cho dù có chiêu thức thành phần, nhưng ít ra sẽ không quá yếu a tiểu đệ bị như thế đối, liền xem như Phật cũng không thể nhẫn A. À. Trừ phi vị này, thần, không có phương thức tư duy, chỉ là một cái pháp tác tụ hợp thể. Vũ Nhu Tử nói, đang khi nói chuyện, lục sát xong công đức xà mỹ nhân thu hồi xích tiêu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hỏa diễm chi nhãn. Ở trên người nàng lại phát sinh một chút biến hóa. Đoạn thời gian trước tống thư hàng tại thú giới một mực tích lũy công đức, lại thêm cái này về liên tiếp siêu độ 6 cái thích khách phía sau công đức xà mỹ nhân lại tiến hành một lần tiểu tiến hóa. Lần này tiến hóa muốn tiến hóa phương diện nào? Ngay từ đầu xà mỹ nhân tiến hóa đều tại cái đuôi vị trí, đuôi rắn một mực đang hướng xuống thốn hóa. Hiện tại nàng đuôi rắn đã tiến hóa đến eo trở xuống, ở vào một cái rất nguy hiểm vị trí. Bất quá lần trước, nàng đột nhiên tiến hóa ra một đầu phì kình tỏa kỵ. Lần này đâu, tiếp tục tiến hóa đuôi rắn, vẫn là lại tiến hóa một đầu tỏa kỵ đi ra. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, công đức xà mỹ nhân cái chán có một cái xinh đẹp phù văn hiển hiện. Tựa như là chán sức nghi tâm hoa văn đồng dạng xinh đẹp. Lần này liền tiến hóa ra như thế cái hoa văn, mặc dù xinh đẹp, nhưng ta đi bán hàng qua mạng mấy khối tiền liền có thể mua được rất đẹp thiếp giấy, in vào chẳng phải là càng mỹ. Tống Thư Hàng đậu đen rau muốn nói. Vũ Nhu Tử, ở phương diện này, ta cùng tống tiền bối không có tiếng nói chung. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân mi tâm phù văn có chút sáng lên, sau đó có một đầu xinh đẹp con người chậm rãi mở ra. Cái này con người từ màu u lam cấu thành, con người trung tâm nhất có một vòng thật nhỏ xích hồng sắc tại có chút lấp lóe. Chỉ cần thấy được con mắt này, cũng cảm giác cả người tâm thần đều sẽ bị hấp dẫn đi vào, vặn vẹo. Làm sao mọc ra con mắt thứ ba tới, con mắt này thật xinh đẹp, rất muốn sờ sờ. Vũ Nhu Tử tâm động nói. Con mắt này, chí mạng xinh đẹp, Tô Thị A thập lục bình tĩnh nói. Vọng Thiên, lần trước ăn, cật qua thánh quân, sau đó tiến hóa ra phì kình tỏa kỵ, lần này siêu độ, hỏa diễm chi nhãn, cuồng tín đổ thích khách, liền giải ra con mắt thứ ba. Hiện tại, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ăn cái gì trường cái gì. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử còn có loại này thao tác hình thức. Vậy nếu như lần sau tống tiền bối ngươi siêu độ cùng, Phượng Hoàng, hoặc là cùng thần điều có liên quan đồ vật, nàng có thể hay không mọc ra một đôi cánh. Tống thư hàng xoa cầm suy nghĩ sâu xa có lẽ lần sau có thể thử một chút. Bất quá nếu là công đức xà mỹ nhân đã mọc cánh phía sau muốn làm sao xưng hô nàng. Công đức phượng hoàng xà mỹ nhân. Đến rồi, lúc này, xích tiêu kiếm phát ra tiếng nói. Trên bầu trời, cái kia hỏa diễm chi nhãn có động tác. Tiểu đệ bị người lục sát, còn lại tiểu đệ cũng nhịn không được, bị người khác tập thể đặt tại bóng loáng trên mặt đất ma sát, bị đổi thành dạng này, hắn cái này lão đại cũng thật mất mặt. Hỏa diễm chi nhãn hỏa diễm nổ tung lên, nhuộm đỏ phụ cận một khoảng trời, phảng phất hóa thân thành một vòng mặt trời nhỏ. Mà tại con người chính giữa, có một đạo hư huyễn bóng người hiện hình. Cái này hư ảo bóng người chính là hỏa diễm chi nhãn, bản thể, được xưng là là thần minh, tồn tại. Chi phối, khống chế, ép buộc, khó người mùi, khó mà nuốt xuống đồ ăn. Cái này hư ảo thân ảnh sau khi xuất hiện, trong miệng thì thảo đọc lấy các loại kỳ quái từ ngữ. Mà theo trong miệng hắn phát ra thanh âm, tất cả mọi người ở đây phảng phất ngửi thấy một cỗ để cho người ta buồn nôn hương vị, trong mồm phảng phất tràn đầy khổ thiêu đồ ăn. Chán ghét, chán ghét, các người chán ghét hết thảy, đều chiếu dọi tại con mắt của ta bên trong. Sau đó, phía dưới tu sĩ nhíu mày. Trong lòng mỗi người đều phun lên bản thân chán ghét đồ vật. Có người chán ghét nào đó loại khó ăn đồ ăn, có người chán ghét người nào đó, có người chán ghét nào đó loại sự, có người chán ghét nào đó loại động vật, có người chán ghét nào đó loại tin tức, có người chán ghét làm chuyện gì? Vũ Nhu tử, chán ghét đồ vật, trong lúc nhất thời cái nào nghĩ đứng dậy a? À? Với ta mà nói, tìm kiếm để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật mới là ta thích làm sự. Ta cũng không rảnh rỗi đi suy tư chán ghét chi vật a. À. Tô thị A thập lục, mặc dù ta có không ít chán ghét đồ vật, nhưng loại trình độ này nói nhỏ, muốn ảnh hưởng đến ta. Nằm mơ. Tống Thư Hàng, ta gần nhất tương đối phiền cái kia khôi lỗi A, giết thế nào đều giết không chết, còn Tổng là đến tìm ta gây phiền phức, không biết hắn lại đột nhiên từ chỗ nào nơi hẻo lánh xuất hiện buồn nôn ta. Ta vẫn còn tương đối chán ghét nổi tiếng đồ ăn. Người chịu ảnh hưởng, Tô Thị A thập lục nói. Có một chút, bất quá ảnh hưởng không lớn, dù sao ta có công đức chi quang thủ hộ, Tống Thư Hàng trả lời mỗi người đều có chán ghét chi vật, các người chán ghét chính là ta khoái hoạt. Hiện tại, nhìn ta, nhìn cái này hỏa diễm chi nhãn. Hỏa diễm chi nhãn bên trong thanh âm nói đến đây lúc, lớn tiếng nói các người tất cả mọi người chán ghét nhất chi vật, đem chiếu dọi tại trên người của ta. Ta đem biến thành người tại trên thế giới chán ghét nhất chi vật tập hợp thể. Hiện tại, mời các ngươi lớn tiếng nói cho ta biết, ta có phải hay không trên cái thế giới này nhất làm cho các ngươi người đáng ghét mời ngươi nói, ta là trên thế giới nhất làm cho ngươi người đáng ghét. Ta là trên thế giới nhất làm cho ngươi phiền người. Ta là trên thế giới buồn nôn nhất người. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Lệ Chi Tiên Tử, ở đây tất cả tu sĩ. Mẹ nó, cái này ra hỏa thật làm người ta ghét. Dạng này, thần minh, đến cùng là thế nào tuyển nhận đến cuồng tín đồ. Tống Thư Hàng không dám tin những này cuồng tín đồ đều mù sao? Đúng, những này cuồng tín đồ thật đúng là mù, mã trứng. Không chỉ có là nhục thân con mắt mù, tâm linh con mắt khẳng định cũng mù. Ta chủ, ngươi là trên thế giới nhất làm cho người chán ghét phỉ nhổ tồn tại, ngươi là trên thế giới buồn nôn nhất tồn tại, ngươi là trên thế giới làm cho người ta phiền căn nguyên. Ở đây còn sống thích khách lớn tiếng đáp lại. Coi như còn bị đối thủ đè xuống đất ma sát, bọn hắn trong miệng vẫn là khàn cả giọng phát ra đối, thần minh, đáp lại. Đây chính là cuồng tín đồ, đối bọn hắn tới nói tín ngưỡng so sinh mệnh quan trọng hơn. Rất tốt, rất tuyệt trả lời, ta thân yêu con dân, hỏa diễm chi đồng bên trong thân ảnh trả lời. Sau một khắc, hắn vẫy tay. Tất cả bị treo lên đánh thích khách đều đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt trở về đến hỏa diễm chi nhãn bên trong. Không gian thủ đoạn, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nếu như không giống là bạch tiền bối như thế đã thức tỉnh, không gian dị năng, vậy cái này làm cho người ta chán ghét hỏa diễm chi nhãn, ít nhất là cửu phẩm trở lên tồn tại. Cửu phẩm tồn tại xuất thủ, chỉ có hướng bạch tiền bối tê. Không đúng, tạm thời không thể quay số điện thoại, dù sao là hướng cái này một vị cầu cứu. Lại hoặc là, Tống Thư Hàng đem ánh mắt rơi trên người công đức xà mỹ nhân, nhất định phải để công đức nữ đế lần nữa đăng tràng. Đeo lên bình thiên quan đi. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời cái kia hỏa diễm trị đồng chuyển di, tập trung vào công đức xà mỹ nhân. Dù sao cũng là lục sát hắn tiểu đệ tồn tại, nhất định phải chú ý một đợt. Công đức xà mỹ nhân bị hỏa diễm chi đồng một trầm trầm, nàng nhấc lên xích tiêu kiếm. Một thanh đem thân kiếm nuốt vào trong bụng. Sau đó, nàng hai tay dâng yết hầu, a a a a. Bốn tiếng tống thư hàng thức tiếng kêu kết thúc, thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống đất, không nhúc nhích. Ta cho là nàng từ bỏ đam mê này, hiện tại xem ra nàng còn không có chơi chán. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Nguyên lai là người A, thiên đình dư nghiệt, hỏa diễm chi đồng bên trong cái thanh âm kia đột nhiên nói. Cái này ra hỏa, nhận ra công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân hai tay đánh ở mặt, xoay người, đưa lưng về phía hỏa diễm chi đồng. Phảng phất như là đà điểu đồng dạng hành vi đem phần lưng đối địch nhân thật sự không có vấn đề sao. Trước ngươi lục sát đều là từ phía sau lưng đâm một cái một cái chuẩn A. Năm đó viễn cổ thiên đình vỡ nát phía sau vẫn còn có nhiều như vậy dư nghiệt còn sống. Bất quá hôm nay, người vận khí không tốt gặp được ta. Hỏa diễm chi đồng bên trong thanh âm kia nói. Oanh! Hỏa diễm lửa đồng tử đột nhiên rơi xuống, như là mặt trời nhỏ rơi xuống. Trên đó hỏa diễm nhiệt độ liền phảng phất mặt trời kinh khủng nhiệt lượng, kinh khủng hỏa diễm. Cùng xích tiêu kiếm chém ra, phần thiên hỏa diễm đao, lúc cảm giác tương tự, nhưng hỏa diễm cùng nhiệt độ cao hơn, càng đáng sợ. Đối hắn, Tống Thư Hàng đối công nước xà mỹ nhân kêu lên. Lúc này, chỗ hắn tại đậu đậu trong thân thể, không cách nào tiến vào bản thân, hạch tâm thế giới, không cách nào đem tất cả đạo hữu đưa vào trong đó. Thậm chí hắn không cách nào điều động, xích tiêu kiếm, đi chém ra phần thiên hỏa diễm đao. Hiện tại ngoại trừ công đức xà mỹ nhân bên ngoài, không ai có thể ứng phó cái này vòng mặt trời nhỏ. Công đức xà mỹ nhân vẫn như cũ bụng mặt, nhưng nàng cái chán con mắt thứ ba lại tại thận trọng ngắm lấy tống thư hàng phụ thân đậu đậu. Đừng đua, nhanh lên bình thiên quan đối cái này ra hỏa. Tống thư hàng nói, công đức xà mỹ nhân cái chán cái kia con mắt chấp chấp. Không cần lo lắng, không có việc gì, xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Nơi xa có một chi kim sắc mũi tên phóng tới. Cái kia mũi tên đang không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, mỗi một lần không gian khiêu dược đều sẽ tiến lên rất dài một đoạn khoảng cách. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Hỏa Diễm Chi Đồng biên giới. Mũi tên đâm về Hỏa Diễm Chi Đồng. Nhưng Hỏa Diễm Chi Đồng thượng hỏa diễm lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem kim sắc mũi tên thôn phệ, muốn đem hắn trực tiếp hòa tan. Kim sắc mũi tên bên trên có cùng loại thánh quang, quang mang tăng vọt, cùng hỏa diễm chống đỡ. Rốt cục hiện thân sao, lén lén lút lút ra hỏa, hỏa diễm chi đồng bên trong cái thân ảnh kia cười ha ha nói, mới tới, nói cho ta biết, ta có phải hay không nhất làm cho ngươi chán ghét người. Ngươi nói không sai, một tiếng nói giả nua vang lên, nơi xa, một ông già cầm trong tay đại cung hiện thân, Người chính là chúng ta hận nhất tồn tại. Lão giả trên cổ, treo một chuỗi thô to hoàng kim dây xích. Thú thần bộ đại sư chứng minh thân phận, hoặc là tam thập tam thú thần tông thân truyền môn nhân thân phận chứng kiến. Ha ha ha, trả lời thật bổng, chán ghét hương vị, cỡ nào tươi đẹp, hỏa diễm chi đồng bên trong thanh âm nói. Vừa nói xong, đột nhiên hắn dừng lại một chút. Ách, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Nơi đó không biết lúc nào nhiều một đoạn đáng yêu mũi kiếm nhọn. chương 1296, Tống Thư Hàng. Nhớ kỹ, không cần đưa lưng về phía địch nhân của ngươi xích tiêu kiếm lần nữa lạnh lùng nói. Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh không dám tin quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, công đức xà mỹ nhân không nhìn trái hừng hực hỏa diễm, lẻn vào đến sau lưng của hắn, duy trì suốt kiếm tư thế, chọc ra vượt qua dự kiến một kiếm. Đối mặt hỏa diễm chi đồng hư ảnh ánh mắt, công đức xà mỹ nhân mặt mỉm cười, thiên chân vô tà. Người làm sao xuất hiện ở đây? Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh nghi ngờ nói rõ ràng trên mặt đất còn có một vị công đức xà mỹ nhân hai tay ôm mặt nằm sấp không dậy nổi. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất cái kia công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đầu tròn vo phì kinh, trên mặt đất bật lên đến, phì kinh trong bụng mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu lông trắng thu tu. Công đức xà mỹ nhân xuất khí quất ra xích tiêu kiếm, phi thân lui lại. Xích tiêu kiếm chính là trường sinh giả thần binh, hắn tại đối phó hỏa diễm chi đồng cuồng tín đồ có tác dụng trong thời gian hạn định quả đặc biệt bổng, một kiếm một cái, một cái một kiếm. Liền xem như dùng để đâm hỏa diễm chi đồng, vẫn như cũng có được kiệt xuất hiệu quả. Một kiếm thống hạ về phía sau, hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảo thân ảnh ngực liền xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Người sao có thể miễn dịch ta hỏa diễm? Người chừng nào thì xuất hiện sau lưng ta? Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh bình tĩnh nói, hắn đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, hỏa diễm chi đồng bên trong hỏa diễm hội tụ ở lồng ngực của hắn, đem hắn ngực thương thế bổ sung hoàn thành. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân sao. Ta nhưng không có đem chính mình bí mật giải thích cho địch nhân yêu thích, ngươi liền phát huy bản thân não động thật tốt suy đoán nguyên nhân đi. Xích tiêu kiếm lạnh lùng nói. Hỏa diễm chi đồng hỏa diễm mặc dù kinh người, nhưng đối với xích tiêu kiếm tới nói, loại trình độ này nhiệt độ không đáng kể chút nào. Khi hắn đời thứ nhất chủ nhân xích tiêu tử, A Phi, khi hắn chủ nhân xích tiêu tử sử dụng nó chém ra, phần thiên hỏa diễm đao, thời điểm, tùy ý một đao liền có thể đạt tới mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Mà khi xích tiêu tử toàn lực huy động hắn, toàn lực lúc bộc phát, trên đao hỏa diễm sẽ đạt tới một cái không cách nào miêu tả nhiệt độ, phàm là hỏa diễm tiếp xúc đến hết thảy đều đem bị xóa đi. Đến mức công đức xà mỹ nhân, nàng mở ra con mắt thứ ba có được thần kỳ hiệu quả. Tại cái kia con mắt dưới sự giúp đỡ, coi như không có sử dụng bình thiên quan hình thức, nàng cũng không sợ hỏa diễm chi đồng nhiệt độ cao, trực tiếp nắm lấy xích tiêu kiếm lẻn vào đến hư ảnh sau lưng, thọc hắn một kiếm. Ha ha ha, biết nói chuyện thần binh nhất đạp mã chán ghét. Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh cười hắc hắc, bất quá ta rất ưa thích loại này chán ghét ngươi cảm giác. Xích tiêu kiếm, bất quá hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh dứt lời, đưa tay giơ lên, một loại uy nghiêm kinh khủng từ trên người hắn phát ra đến. Thần uy như ngục, đồng thời, có một chỗ tiểu thế giới, trên bầu trời hỏa diễm chi đồng vỡ ra. Thần minh thần quốc, hỏa diễm chi đồng đây là muốn mở đại chiêu. Chỗ kia bên trong tiểu thế giới có một con sông lớn, cái này sông lớn ộ uế không chịu nổi. Tiểu thế giới vừa mới mở ra, thì có một loại để cho người ta chán ghét mùi hôi thối bay ra. Công đức xà mỹ nhân tiếu dung thu liếm, nàng nhanh chóng lui lại, đồng thời há mồm đem xích tiêu kiếm cắn lấy trong miệng, hai tay tế ra, bình thiên quan, nhanh chóng đem chính mình tóc dài co lại, đem hắn đeo lên, thuần thục đem ngọc kê cắm vào tóc dài bên trong. Bình thiên quan trước rủ xuống, lưu, theo công đức rắn mỹ lệ người động tác, nhẹ nhàng lắc lư. Công đức xà mỹ nhân hai con người mở ra, cường đại uy nghiêm từ nàng trong con người bộc lộ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, sau một khắc, có khổng lồ công đức chi lực từ mũ miệng bên trong tuôn ra, ở trên người nàng hóa ra một thân hoa lệ kiểu nữ long bào hỏa diễm chi đồng thần quốc để công đức xà mỹ nhân cảm ứng được chân chính nguy cơ công đức nữ đế trạng thái bao giờ cũng đều đang tiêu hao lấy bình thiên quan bên trong tổn trữ công đức chi lực cái này biến thân hình thức thời gian có hạn không thể lãng phí thời gian công đức xà mỹ nhân hai tay cầm kiếm công đức đại nhật trong miệng nàng ngâm khẽ một tiếng khổng lồ công đức chi lực từ trên người nàng bành trướng hóa thành một vòng kim sắc đại nhật. nhưng lần này nàng không có dựa vào công nước đại nhật đi nghiền ép địch nhân, mà là dơ cao xích tiêu kiếm, dùng sức vung lên. tựa như là đánh bóng chảy đồng dạng, to lớn công nước đại nhật bị vung đánh ra ngoài, đánh tới hướng hỏa diễm chi đồng cùng hắn mở ra thần quốc. loại này đối công nước đại nhật thao tác phương thức còn là lần đầu tiên diện thế. mà cùng một thời gian, xa xa mang theo thô to hoàng kim liên lão giả lần nữa nâng cung nhắm ngay hỏa diễm chi đồng một tiếng bắn ra mũi tên một hóa hai hai hóa ba trong nháy mắt hóa thành mưa tên hướng về hỏa diễm chi đồng ha 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 vô dụng vô dụng hỏa diễm chi nhãn bên trong hư ảnh cười ha ha thân hình của hắn khẽ động bước vào thần quốc bên trong công đức xà mỹ nhân công đức đại nhật cùng lão giả tên bắn ra mưa đi theo tiến vào thần quốc nhưng lúc này thần quốc bên trong hắc hà phun trào nhắc lên một trận thủy triều, quấn lấy công đức đại nhật cùng mưa tên. Hắc hà nước sông cùng công đức đại nhật, mưa tên triệt tiêu lẫn nhau. Nước sông ít một chút, nhưng đối với cái kia to lớn vô cùng hắc hà tới nói, điểm ấy nước sông liền chín châu một sợi lông cũng không bằng. Ha ha ha, các người có cái gì chiêu, đều xuất ra đi. Hỏa diễm chi đồng bên trong hư ảnh duỗi ra ngón tay, bày ra chữ V, cuối cùng hỏi các người một chút hai cái, năng lực của ta có phải hay không rất buồn nôn có phải hay không để cho các ngươi cảm giác được lá gan đau? Nói cho ta biết, ta có phải hay không các ngươi chán ghét nhất người? Công đức xà mỹ nhân đẩy bình thiên quan. Xích tiêu kiếm thay nàng đại ngôn, không tốt lắm a à, thần quốc được mở ra, nếu như không nghĩ biện pháp phòng bế hắn thần quốc, tại thần quốc không có diệt trước đó, thần minh bất tử. Cầm cung lão giả hai mắt nheo lại, loại này ngu xuẩn cũng xứng xưng là thần minh. Hắn thần quốc, liền từ ta đến ứng phó đi. Lão giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Phía dưới, Tống thư Hàng khống chế đậu đậu, ngẩng đầu nhìn chỗ kia, Thần Quốc cùng trong đó hắc hà, đột nhiên trong lòng hơi động. Tống Tiền Bối nhìn ra cái gì sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Ngươi vừa rồi tâm tình chập chờn rất lớn. Tô thị A thập lục nói bổ sung. Y Đát đạt đạt tạo hóa tiên tử. Chỗ kia, Thần Quốc có Viễn Cổ Thiên Đình khí tức. Tống thư Hàng trầm giọng nói. Sẽ không sai. Hắn tiếp xúc qua nhiều như vậy, Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, thậm chí hắn hạch tâm thế giới bên trong thì có hoàn chỉnh Đông Chi Điện còn có Đông Đảo Thiên Đình mảnh vỡ, ở phương diện này hắn xưng thượng là hành gia. Có lẽ, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Tô thị A thập lục tỉnh táo phân tích nói, trước đó hắn khi nhìn đến tiên tử lúc, cũng đã nói, Viễn Cổ Thiên Đình dư nghiệt, loại hình. Nói không chừng năm đó Viễn Cổ Thiên Đình sự kiện bên trong, hắn cũng nhúng tay qua. Bởi như vậy, hắn thần quốc không rồi cùng ta hạch tâm thế giới có chút tương tự sao tống thư hàng nói không thần quốc chỉ là thấp kém ngụy vật thôi cùng ngươi hạch tâm thế giới căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật đừng đem cả hai lăn lộn làm một nhạt lúc này bạch tiền bối thanh âm đột nhiên vang lên hắn chỉ cùng tống thư hàng ý thức tiến hành trò chuyện tính cả tại đậu đậu thể nội vũ nhu tử tô thị a thập lục đều nghe không được cái thanh âm này a à. Bạch tiền bối ngươi tại sao lại nói chuyện? Ngươi không phải đang chơi bịt mắt trốn tìm sao? Tống Thư Hàng hỏi. Dấu miêu miêu thất bại, bị bắt lại. Ta bỏ ra giá cả to lớn mới thoát thân, ra đều thoát tầng một, kém chút liền chơi thoát. Bất quá, tốt kích thích, Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Lúc đầu muốn mượn bản thể của ngươi trở về, tà liên thế giới, tránh một hồi, nhưng không nghĩ tới bản thể của ngươi đang cùng một cái khác, bạch, ở chung một chỗ, vì không ảnh hưởng đến một cái khác, Bạch, ta cũng chỉ phải chạy trước đến ý thức của ngươi nơi này đến tránh một hồi." Bạch Tiền Bối tiếp tục nói. "Tống thư hàng thừa cơ hỏi thăm, cái kia Bạch Tiền Bối, thần quốc đến cùng là cái gì?" "Bằng vào ta cảm giác, thứ này hẳn là một cái vật thí nghiệm, bắt trước đối tượng hẳn là ngươi, hạch tâm thế giới, hoặc là nói là tà liên thế giới, kim liên thế giới." "Đáng tiếc bọn hắn không có sở thích hợp tử, chỉ là thấp kém ngụy cái vỏ bọc." Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, cái kia bạch tiền bối, chúng ta có biện pháp nào không đối phó hắn? Đối phó hắn, đánh nổ hắn là được rồi. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng, vọng thiên, có thể đánh nổ nó, ta vài phút liền lên trước đem hắn đẻ xuống đất ma sát. Đè xuống đất ma sát là có ý gì? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng, đây chính là mặt chữ thượng ý tứ nha, đem địch nhân đánh ngã trên mặt đất, sau đó đối với nó tiến hành liên tiếp liên kích, PAPAPA đánh hắn dậy không nổi có ý tứ vậy ngươi đi đem hắn đè xuống đất ma sát đi bạch tiền bối nói tống thư hàng bạch tiền bối thần thiếp làm không được a à. bạch tiền bối hỏi ta tới giúp ngươi a à, người bộ kia thánh viên long lực thần công luyện thế nào cái kia gần nhất có chút hít bận bịu, đến bây giờ mới luyện mấy lần còn không có nhập môn tống thư hàng ngượng ngùng nói bạch tiền bối người thật đúng là đủ phế tống thư hàng lệ rơi đầy mặt không có biện pháp ta giúp ngươi một tay, ý thức tập trung, trước lặng yên nghĩ tới người cái kia bản mệnh pháp khí, nghịch kinh võ sĩ quyền sáo thử triệu hoán hắn. Ta trợ giúp ngươi mở ra không gian thông đạo, bạch tiền bối nói. Tống thư hàng, tu luyện thánh viên long lực thần công cùng triệu hoán, nghịch kinh võ sĩ quyền sáo có quan hệ gì? Ngươi bây giờ ý thức gửi ở cái này tiểu Pekinzis trên thân, ngươi chẳng lẽ muốn giày vào nhục thân của nó? Ngươi, nghị kinh võ sĩ quyền sáo, là chính ngươi nhục thân tạo thành, chẳng khác gì là ngươi thứ hai cỗ thân thể. Không có thời gian giải thích, tóm lại trước theo ta nói tới. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng ý thức lặng yên muốn nghịch kình võ sĩ quyền sáo bộ dáng, sau đó đầu nhập tình cảm đi triệu hoán hắn. Sau một khắc, có yếu ớt không gian triệu hoán lực lượng hiển hiện. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo xuyên qua không gian, xuất hiện tại đậu đậu trước mặt. Lại nói tiếp, Tống Thư Hàng phát hiện mình ý thức từ đậu đậu trong thân thể nhảy ra, tiến vào, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trong. Tống tiền bối, ý thức của người biến mất, vũ nhu tử kêu lên. Đang khi nói chuyện, nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên có tầng một chất lỏng màu vàng hiển hiện, cuối cùng ngưng tụ làm một cái, Tống Thư Hàng, bộ dáng. Giải quyết, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng cua cua cánh tay của mình, đây coi là cái gì? Tống Thư Hàng, chỉ chớp mắt lại là một tháng, đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu còn gì nữa không? chương 1297, cho người mượn 2345 chiếc thánh viên hư ảnh chơi đùa. Gần nhất tất cả mọi người lưu đến bản tôn oan, lại đến cái phân thân. Hôm nay hắn tống thư hàng cũng gặp phải cái này đợt trào lưu. Nếu như người nguyện ý để cái kia tiểu Pekinzis ý thức vĩnh viễn chiếm cứ thân thể của ngươi, dạng này ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác tính được là là tống thư hàng. Bạch tiền bối thản nhiên nói. Tống Thư Hàng não bổ xuống thân thể của mình vĩnh viễn bị đậu đậu chiếm cứ hình ảnh tỉ như đậu đậu thích ăn thức ăn cho chó, đậu đậu vẫn tương đối thói quen chó con đi tiểu phương thức đậu đậu còn ưa thích vẩy đủ loại sờ sờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Thư Hàng hung hăng dùng mình một cái. Thư Hàng, ý thức của người chuyển di đi ra, Tô Thị A thập lục hỏi. Tống Tiền Bối, người làm như thế nào? Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên. Tống Thư Hàng hoạt động hạ thân thể, nói, Bạch Tiền Bối giúp ta giải quyết, A thập lục, vũ nhu tử, các ngươi ở lại đây không nên tùy tiện rời đi. Ta đi đem cái kia hỏa diễm chi nhãn đè vào trên mặt đất ma sát đi. Tống tiền bối, ngươi sẽ không bị trái lại đè xuống đất ma sát A. À. Vũ nhu tử tương đối lo lắng. Tô thị A thập lục cũng có chút lo lắng, không có vấn đề sao. Yên tâm đi, hôm nay ta muốn giả một đợt xuất khí. Tống thư hàng nói. Bạch tiền bối, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Tống thư hàng nói. Bạch tiền bối, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp đi lên vừa đâu, trước luyện một chuyến thánh viên long lực thần công. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng bắt đầu án lấy từ lông trắng bên trong khảo vấn đến phương thức tu luyện, bắt đầu tu luyện thánh viên long lực thần công. Bởi vì Tống Thư Hàng còn đồng thời tu luyện cương thủ cùng nho ra kim cương thân, tố chất thân thể cường hãn, tôi thể kinh nghiệm phong phú, cho nên tại tu luyện thánh viên long lực thần công lúc, làm ít công to. Rất tốt, chính là như vậy. Tiếp đó, ta trước đưa ngươi một đầu thánh viên hư ảnh, để ngươi một hơi hoàn thành thánh viên long lực thần công bước đầu tiên sậu. Bạch tiền bối nói, sau một khắc, bạch tiền bối sau lưng xuất hiện khắp núi khắp nơi thánh viên, hết thảy 12.346 chiếc thánh viên, chỉnh chỉnh tề tề, như là quân đoàn. Bạch tiền bối nguyên bản chỉ chuẩn bị ngưng tụ 12.345 chiếc thánh viên hư ảnh, nhưng không cẩn thận luyện thêm một đầu, cho nên hắn một mực tính toán cái này đem dư thừa đưa ra ngoài. Đi, Bạch tiền bối vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng hắn, có một đầu cường tráng thánh viên nện một cái ngực, nhanh chân đạp về đang tu luyện thánh viên long lực thần công tống thư hàng sau lưng. Cường tráng thánh viên hướng tống thư hàng sau lưng vừa đứng, quyền sở hữu liền từ bạch tiền bối sửa đổi biến thành tống thư hàng. Sau một khắc, tống thư hàng não hải một mảnh thanh minh, như thể hồ quán đỉnh. Hắn đối, thánh viên long lực thần công, lý giải lập tức đạt đến nhập môn trình độ. Cái này đều có thể, phi kinh bên trong lông trắng thú tu trừng to mắt. Hắn vừa rồi thật vất vả tỉnh táo lại, sau đó liền thấy tống thư hàng tu luyện, thánh viên long lực thần công, hình ảnh. Hắn không nhìn thấy bạch tiền bối, bất quá bởi vì hắn cũng tu luyện, thánh viên long lực thần công, nguyên nhân, hắn có thể nhìn thấy chi kia 12.346 số lượng thánh viên đại quân. Tiếp đó, hắn nhìn thấy từ cái kia trong đại quân, có một đầu thánh viên rời khỏi đơn vị, ngồi sổm tống thư hàng sau lưng. Tống Thư Hàng thần công liền nhập môn. Ngọa thảo thảo thảo, năm đó ta vì ngưng tụ cái thứ nhất thánh viên ngậm bao nhiêu đắng. Chảy bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt. Ta khổ tu mấy trăm năm, mãi cho đến ngũ phẩm cảnh giới mới tu luyện ra 10 cái thánh viên hư ảnh. Kẻ trước mắt này là chuyện gì xảy ra, bật hách sao? Tại sao lại có thánh viên hư ảnh từ phía trên mà đến, hạ xuống với hắn trên người? Đây là trong truyền thuyết, thần công thiên bẩm. Ta không phục, ta không phục, ta không cam tâm a à. lông trắng từ nội tâm phát ra không cam lòng gào thét gào thét qua đi hắn lại thở dài thần công thiên bẩm loại vật này là duyên duyên thứ này không thể cưỡng cầu tuyệt không thể tả nhưng hâm mộ không tới cũng may chỉ là một đầu thánh viên hư ảnh nếu không hắn cảm giác mình nội tâm thật sự hội không chịu nổi trong lúc đang suy tư đột nhiên hắn nhìn thiên na chi thánh viên trong đại quân có một phần sáu số lượng thánh viên nhao nhao đứng dậy bọn chúng đạp trên chỉnh tề bộ pháp hướng tống thư hàng đi đến. Sau đó, tiếp cận một phần sáu số lượng thánh viên ngồi sổm tống thư hàng sau lưng, cùng thân thể của hắn ở giữa sinh ra không nói ra được liên hệ. Một phần sáu không sai biệt lắm là hơn hai ngàn số lượng. Số lượng này là phổ thông thú tu cả một đời cũng tu luyện không ra số lượng. Lông trắng nhớ kỹ thú giới lớn, trinh tây tướng quân, thánh viên tướng quân, được xưng là là thánh viên long lực thần công thiên tài, tại bát phẩm cảnh giới lúc cũng mới tu luyện ra 107 con số lượng. Bát phẩm mới 107 con số lượng A. 2,000 con số lượng, đây là ý gì? Mấy cái ý tứ? Hơn 2.000 số lượng thánh viên hư ảnh, nói đùa cái gì? Tại sao có thể dạng này, kia thương thiên người, sao mà bất công? Ta không phục, ta chết cũng không phục. Lông trắng nội tâm biệt khuất đến cực hạn, mắt tối sầm lại, lại ngất đi lần này hắn là khí hỏa công tâm, ngạnh sinh sinh giận mất đi. Cảm giác thế nào, đáng tiếc, cái này 2345 trích thánh viên hư ảnh, chỉ có thể cho ngươi mượn sử dụng. Người bây giờ thân thể có được bát phẩm pháp khí độ cứng, tối đa cũng liền tiếp nhận số lượng này thánh viên hư ảnh. Bất quá loại trình độ này cường hóa cũng đầy đủ, lên đi. Thời gian phương diện có chút gấp, không cần chơi quá lâu, nếu không liền xem như ngươi, nghị kinh võ sĩ quyền sáo cũng sẽ không chịu nổi băng liệt. Bạch tiền bối nói, không có vấn đề, ta muốn lên, tống thư hàng xong quyền va chạm. Hắn lúc này cảm giác nhục thân cường đại trước nay chưa từng có. Cường đại đến không cách nào hình dung cấp độ. Trung 2346 chiếc thánh viên hư ảnh, thuần lấy cường độ thân thể tới nói chỉ sợ đã có được cửu phẩm trình độ trình độ. Thậm chí có thể sẽ cao hơn. Tống thư hàng bước chân trên mặt đất đạp một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái, ầm, um, mặt đất bị dẫm nát một mảnh, bước ra một cái hố to, tống thư hàng thân thể trùng thiên mà lên, vọng thiên, có thể hay không nhảy quá cao, thân thể của hắn liền như là đạn pháo đồng dạng bắn về phía hỏa diễm chi nhãn thần quốc, mắt thấy sắp đụng vào đến thần quốc, vào tới hỏa diễm chi nhãn lúc, tống thư hàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vọng thiên, cái này hỏa diễm chi nhãn hỏa diễm nhìn rất lợi hại dáng vẻ thân thể của ta ăn hết được sao? Nhưng là, Tống Thư Hàng trùng kích tốc độ quá nhanh quá nhanh. Suy nghĩ mới tại trong đầu hắn hiển hiện, thân thể đã hung hăng đụng vào, thần quốc, bên trong, đụng phải hỏa diễm chi nhãn trước mặt. Tên ngu xuẩn, vậy mà trực tiếp đụng vào ta thần quốc, người đây là tự tìm chết. a à, hỏa diễm chi nhãn bên trong cái hư ảnh này cười ha ha. Đông, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị tống thư hàng một cái trùng thiên pháo đụng bay ra ngoài. Tống Thư Hàng tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến liền hỏa diễm chi nhãn đều phản ứng không kịp. Mà hỏa diễm chi nhãn nhiệt lượng, cũng vô pháp xúc phạm tới Tống Thư Hàng thân thể. Tại Tống Thư Hàng thân thể bên cạnh, có tầng một ngọn lửa màu đỏ thắm cùng thánh quang hiển hiện. Hỏa diễm bên trong, ẩn ẩn có một đầu phượng hoàng tại thanh minh cửu tu phượng hoàng hỏa. Đến từ thứ ba thiên đạo, ban văn long thiên đạo, đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao hỏa diễm. Ở cái này đẳng cấp hỏa diễm bảo vệ dưới, hỏa diễm chi nhãn lửa, nhiều lắm là tính cái tiểu hỏa tinh, căn bản không đả thương được Tống thư hàng. Mà cái kia Thánh quang đồng dạng lai lịch phi phàm, là thứ hai thiên đạo, đạo khí, mọc ra con mắt tinh cầu công kích lưu lại chi vật cùng bình thường thánh quang kết hợp thể. Âm hợp hợp nhất trạng thái thánh quang, trước đó chưa từng có chi vật. Tại hai loại lực lượng bảo vệ dưới, Tống thư hàng căn bản không sợ hỏa diễm chi nhãn nhiệt lượng. Nhật Tống thư hàng tiểu tử kia làm sao xông vào. Xích tiêu kiếm kêu lên. Công đức xà mỹ nhân nâng đỡ bình thiên quan, cấp tốc lướt về phía thần quốc. Lúc đầu nàng đối, thần quốc, rất kiêng kỵ, không có ý định tiến vào thần quốc cùng hỏa diễm chi nhãn giao chiến. Thần quốc là hỏa diễm chi nhãn sân nhà, là đối phương địa bàn. Mà lại, thần quốc đối công đức xà mỹ nhân sẽ có khắc chế hiệu quả. Nhưng là tống thư hàng dấn thân vào đến trong đó, nàng cũng chỉ có thể đuổi theo. Một bên khác cầm cung lão giả khóe miệng co giật heo đồng đội a, chạy đến, thần quốc bên trong đi là làm gì? Rõ ràng hắn đã chuẩn bị xong thủ đoạn, có thể đem thần quốc cho phong cấm rơi đó a. Liền không thể cho hắn vài giây đồng hồ thời gian sao? Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có trước trợ giúp hai cái này lỗ mãng ra hỏa. Các ngươi hai cái nhanh lên đi ra, ta yểm hộ các ngươi." Cầm cung lão giả hét lớn, hắn lần nữa kéo cung một chi kim sắc cử tiến xuất hiện, khóa chặt hỏa diễm chi đồng. Mà thần quốc bên trong, Tống Thư Hàng căn bản không có ý định ra ngoài. Rất yếu, hoặc là nói 2346 thánh viên hư ảnh trạng thái cường hóa hạ ta, mạnh hơn phân. Tống Thư Hàng nói khẽ. Vừa rồi hắn chỉ là trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy một cái, dựa vào bật lên sinh ra lực trùng kích trực tiếp liền đem, hỏa diễm chi nhãn, đụng bay ra ngoài. Hắn căn bản còn không có dùng sức. Nói cách khác, nếu như bây giờ cái trạng thái này dưới, hắn tác lực ra quyền, đem hỏa diễm chi nhãn đè xuống đất ma sát là rất nhẹ nhàng sự. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng thân hình rơi xuống dưới. Hắn còn chỉ có tứ phẩm cảnh giới, không có, đạp không mà đi, lực lượng. Đang phi kiếm, phi đao đều không ở bên người tình huống dưới, bật lên bốc đồng sau khi biến mất, hắn liền hướng hắc hà rơi xuống. Tống Thư Hàng rũi chân nhẹ nhàng tại hư không một điểm, một đóa hắc liên tại dưới chân hắn ngưng tụ, vững vàng nâng thân hình của hắn. Đồng thời, công nước nữ đế hình thức lời hứa cùng chờ đợi tiên tử xuất hiện sau lưng hắn, phụ thân với hắn, đem hắn bảo vệ. Thư hàng, người quá liều lĩnh, lỗ mãng, xích tiêu kiếm vì xà mỹ nhân đại ngôn. Tống thư hàng cười nói, không, không phải lỗ mãng. Hắn nhấc chân tại hắc liên thượng dùng sức đạp mạnh, ta hiện tại mở hạn thời cường lực khách bên ngoài treo kết thúc trước, chúng ta đem chuyện nào xong. Cường lực hách, mạnh cỡ nào, xích tiêu kiếm trong lòng hoảng hốt. Bởi vì nếu như Tống thư hàng mới hách quá cường lực, hắn có thể hay không thất nghiệp. Hắn cũng là hách một loại nha, nếu như thất nghiệp, chẳng phải là vĩnh viễn muốn ở tại công đức xà mỹ nhân trong bụng không ra được. Không nói ra được mạnh, Tống thư hàng dùng sức nhảy lên. Trước đó hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, lần này lại là toàn lực nhảy vọt. Bành. Tống thư hàng sau lưng nổ lên một trận bức tường âm thanh không ngừng gia tốc, gia tốc. phảng phất như là không gian khiêu dược đồng dạng, trong nháy mắt sau hắn đã xuất hiện tại hỏa diễm chi nhãn phía trước. kim cương cơ sở quyền pháp đệ nhị thức lưu tinh, tống thư hàng giống to, chiếm cứ áp bách tính thượng phong thời điểm, hô lên chiêu thức tên rất mang cảm giác, chính là quyền pháp danh xương áp chế một chút. bất quá không quan hệ, uy lực tiêu chuẩn, vô số nắm đấm như lưu tinh đồng dạng đánh vào hỏa diễm chi nhãn trên người. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến hỏa diễm chi nhãn cũng không kịp phản ứng. Chương 1298, hoàn nghênh đi vào thế giới của ta. Quyền pháp chỉ là cơ sở tôi thể quyền pháp hệ liệt, tu chân nhất hệ bên trong cơ sở bên trong cơ sở. Nhưng là dùng quyền pháp này chủ nhân, bây giờ bị cường hóa đến làm cho người giận sôi trình độ. Nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng tốc độ, mạnh đến để cho người ta hoàn toàn gánh không được lực lượng tráng đến căn bản là không có cách phá phòng thể chất. Đây quả thực là thổ tra trên đường máy ủi đất, cưỡng ép đẩy ngang. Tại vùng gia kim cương cơ sở quyền pháp, nhị, thời điểm, tống thư hàng đầu óc cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần dùng sức huy quyền. Trong khoảnh khắc đó, chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc vùng ra bao nhiêu quyền. Quá nhanh, hãm không được, nơi nào còn có tinh lực đi số đến cùng vùng bao nhiêu quyền. Hỏa diễm chi nhãn cũng hoàn toàn gánh không được, bị từ không trung đè ép hướng phía dưới rơi xuống. Tống thư hàng mỗi một quyền oanh ở trên người hắn, liền sẽ trên người nó lưu lại cái quyền hố. Đồng thời, âm dương hợp nhất thánh quang, cửu tu phượng hoàng hỏa, công đức chi quang sẽ còn lưu lại tại quyền trong hầm, đốt bị thương hắn thân thể. Một bộ lưu tinh quyền đánh xong, hỏa diễm chi nhãn bị đánh phá thành mảnh nhỏ, trên người nó phòng ngự hoàn toàn thành bài trí. A a a a lại là liên tục tiếng kêu thảm thiết, trọng thương hỏa diễm chi nhãn rơi xuống vào đến hắc hà bên trong. Tống thư hàng thân hình dừng lại, túc hạ lần nữa ngưng tụ hắc liên, nâng thân thể. Xử lý sao? Xích tiêu kiếm hỏi. Tống thư hàng hiện tại trạng thái đơn giản tiểu thư hàng nổ tung, đánh hỏa diễm chi nhãn không có sức hoàn thủ. Theo sáo lộ tới, cái này ra hỏa chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Thần quốc bất diệt, thần minh bất tử, đoán chừng cái này ra hỏa có thể mượn nhờ, thần quốc đến tiến hành khôi phục, duy trì sinh mệnh bất diệt. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ tới ban đầu ở Nho Gia, Kim Liên Thế Giới, bên trong tao ngộ. Lúc ấy, hàng hỏa chân quân, liền có thể tiêu hao Kim Liên Thế Giới bản nguyên, để đạt tới phục sinh, hiệu quả. Thần quốc mặc dù là thấp kém phản phẩm, nhưng thông qua tiêu hao, thần quốc, bản nguyên đến khôi phục thương thế khẳng định không có vấn đề. Người chuẩn bị thế nào làm? Xích tiêu kiếm hỏi nếu như có thể mà nói, đem cái này ra hỏa từ, thần quốc, bên trong đánh đi ra, ấn trên mặt đất ma sát. Nếu như không được, vậy liền đem thần quốc phá hủy, đem bên trong thuộc về, viễn cổ thiên đình, bộ phận mang đi. Tống Thư Hàng nói, mỗi một khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển vào đến hắn hạch tâm thế giới, đều có thể tăng cường hạch tâm thế giới, hoàn thiện hắn, để nó biến càng cường đại. Cần mượn dùng lực lượng của ta sao? Xích tiêu kiếm nói hắn cảm giác bản thân đến tại tống thư hàng trước mặt soát soát tồn tại cảm giác, nếu không đạt được mới cường lực hách tống thư hàng, về sau sử dụng nó cơ hội liền giảm bớt sẽ không hay. Đến lúc đó, hắn liền thật sự muốn trở thành công đức xà mỹ nhân, nuốt kiếm biểu diễn đạo cụ. Hắn còn muốn mặt, không muốn thật sự mỗi lần đều làm đạo cụ ra sân. Không cần, lần này không dùng được xích tiêu kiếm tiền bối. Tống thư hàng nói hắn lần này là tiếp thu bạch tiền bối hơn 2,000 con thánh viên hư ảnh, cường hóa chính là nhục thân, thể chất, lực lượng cùng tốc độ. Bản thân năng lượng không có tăng cường đến xứng đôi cảnh giới. Hiện tại sử dụng xích tiêu kiếm, chém ra cũng chính là bát phẩm huyền thánh cấp, phần thiên hỏa diễm đao, trong trận chiến đấu này tác dụng không lớn. Tìm được, đang khi nói chuyện, tống thư hàng nhãn tình sáng lên. Hắn vừa rồi thừa dịp trao đổi thời gian, Tại một lần nữa khóa chặt hỏa diễm chi nhãn. Vừa rồi một đợt, Lưu Tinh Quyền đánh quá sung sướng, trực tiếp đem đối phương nhập vào hắc hà, đó là cái to lớn sai lầm. Hắn hoàn toàn hẳn là tại hỏa diễm chi nhãn rơi vào hắc hà, trước đó, đến một đợt liên kích trực tiếp đem hắn đánh về đến trên trời. Lấy tống thư hàng hiện tại lực bộc phát cùng tốc độ, loại chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời còn không có thích ứng cường hóa thân thể sau phương thức chiến đấu. Như hắn suy đoán, Hỏa Diễm Chi Nhãn có thể mượn nhờ thần quốc, khôi phục thương thế, thần quốc bất diệt, Hỏa Diễm Chi Nhãn cơ hồ là bất tử bất diệt, vô luận đa trọng thương đều có thể cấp tốc khôi phục. Thời gian của ta có hạn, không thể lãng phí nữa. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó công kích, tuyệt đối không thể lại để cho đối phương rời đi hắn ánh mắt. Đáng giận hầu tử, đáng giận Thánh Viên Long Lực thần công hỏa diễm chi nhãn từ hắc hà bên trong sông ra trên người nó thương thế quả nhiên đã khôi phục mặt khác theo nó trong tiếng giống giận dữ có thể nghe ra hắn trước kia tựa hồ nếm qua thánh viên long lực thần công thua thiệt ngươi thật sự cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao ngu xuẩn hầu tử ta mấy năm nay một mực đang nhằm vào thánh viên long lực thần công tiến hành nghiên cứu hôm nay vừa vặn ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một chút nghiên cứu của ta hỏa diễm chi nhãn bên trong hư ảnh hai tay nhấc lên. Dưới thân toàn bộ hắc hà gào thét, nhấc lên chiều dâng. Hắc hà chi thủy phảng phất có ý thức đồng dạng, đem hỏa diễm chi nhãn bao khỏa. Đồng thời, cái kia hắc hà bắt đầu bốc cháy lên, phảng phất như là dầu hỏa. Coi như người ngừng tụ ra mấy trăm con thánh viên hư ảnh, cũng công không phá được ta hắc hà chi thủy. Mà coi như tốc độ ngươi lại nhanh, cũng nhất định táng thân cho ta hắc hà bên trong. Hỏa diễm chi nhãn trầm giọng nói oanh thiêu đốt hắc hà chi thủy tăng vọt chụp vào tống thư hàng phảng phất như là biển động đồng dạng không cách nào ngăn cản không thể địch nổi không cách nào tránh né mấy trăm con thánh viên số lượng này mới là thánh viên long lực thần công cực hạn tống thư hàng trong lòng nói thanh âm của hắn cũng không cao bị hắc hà nhấc lên thủy triều tiếng bao phủ nhưng là đối diện hỏa diễm chi nhãn lại nghe được thanh âm của hắn cái gì Hỏa Diễm Chi Nhãn nghi ngờ nói: "Tống Thư Hàng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đã tụ lực một đợt bất động kim cương thân, cương thủ, nhau ra kim cương thân, Thánh viên long lực thần công, đây là hắn nắm giữ tất cả luyện thể chi pháp, hắn một hơi toàn bộ mở ra, sau đó là thiên hành kiện bạo phát thân pháp." "Ừm." Uhm, thân thể của hắn so với lần trước càng nhanh, hơn Hỏa Diễm Chi Nhãn con người tập trung còn tại Tống Thư Hàng nguyên địa, nhưng Tống Thư Hàng thân hình đã xuất hiện tại Hắc Hà chi thủy phía trước hắn cánh tay phải đong đưa, đấm ra một quyền. Kim cương cơ sở quyền pháp tiến dài bản kim cương phục ma quyền. Một quyền đánh ra, Phật âm nương theo, công đức chi lực tụ hợp vào một quyền này bên trong. Hỏa diễm chi nhãn tự nhận là có thể ngăn cản, mấy trăm con thánh viên hư vượt, trình độ hắc hà chi thủy phòng ngự, tại tống thư hàng trước nắm đấm lại yếu ớt cùng giấy giống như. Hắc hà chi thủy nổ tung, bị đánh ra một cái không cách nào tụ lại lỗ lớn. Một quyền này chi lực tại oanh mở hắc hà chi thủy phòng ngự phía sau quyền ép đánh vào hỏa diễm chi nhãn trên người, lần nữa đem hắn đánh nổ, đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn thuận tiện trên người nó mở cái trong suốt lỗ thủng nếu không phải nơi này là nó thần quốc, một quyền này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng nhỏ. Tại sao có thể như vậy, ta hắc hà phòng ngự, không có khả năng. Hỏa diễm chi nhãn không dám tin kêu lên. Chi ít có thể ngăn cản 600 con, thánh viên hư ảnh, thần lực phòng ngự, vì sao lại yếu ớt như vậy? Hắn ngưng tụ ánh mắt của mình, gắt gao tiếp cận Tống thư hàng. Tu luyện Thánh viên Long Lực thần công thú tu, Thánh viên hư ảnh cũng không phải một mực hiện hình. Ngoại trừ thú tu chủ động đem hư ảnh hiển hóa ra ngoài bên ngoài, cũng chỉ có xuất hiện ở quyền trong nháy mắt, Thánh viên hư ảnh mới có thể ngắn ngủi hiển hiện. Sau một khắc, Hỏa Diễm chi nhãn thấy được trọn vẹn 2346 chiếc Thánh viên hư ảnh, ngồi xổm sau lưng Tống thư hàng hơn 2,000 con thánh viên hư ảnh, hướng phía hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. Điều đó không có khả năng, hỏa diễm chi nhãn hét lớn. Hắn nghiên cứu qua, trong lịch sử tu luyện thánh viên long lực thần công thú tu, liền xem như cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, cũng phần lớn chỉ có 4-500 chỉ thánh viên hư ảnh. Chỉ có một ít thọ nguyên đã lâu, mới có thể có được 7-800 chỉ thánh viên hư ảnh. Nhưng kẻ trước mắt này trên đầu ngồi xổm hơn 2,000 con thánh viên hư ảnh, đến cùng là mấy cái ý tứ. Không thắng được, đối mặt kẻ như vậy, hắn căn bản không có phần thắng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn trước người. Một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều mang theo đánh bay đặc hiệu. Mỗi một quyền đều có thể ở trên người hắn lưu lại quyền hố hoặc trong suốt lỗ thùng. Mà mục đích là đem hắn đẩy ra, thần quốc, phạm vi. Không, người mơ tưởng, hỏa diễm chi nhãn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thần quốc Chi Môn bắt đầu quan bế. Xích tiêu kiếm không xong. Vị kia cầm cung tiền bối, ngươi không phải có biện pháp đối phó thần quốc sao? Ngài còn không xuất thủ, Tống thư Hàng lại cho hỏa diễm chi nhãn một cái trùng thiên pháo, một chút xíu đem hắn ép về phía thần quốc Chi Môn. Cầm cung lão giả, các ngươi không ra, thủ đoạn của lão phu cũng không dễ thi triển. Hắn lôi kéo dây cung, lại không cơ hội bắn ra hoàng kim tiễn. Tống thư Hàng tốc độ quá nhanh, hỏa diễm chi nhãn đồng dạng bị không ngừng thoáng hiện đánh bay. Cầm cung lão giả không cách nào khóa chặt hỏa diễm chi nhãn vị trí. Cái kia xem ra chỉ có dựa vào chính mình, Tống Thư Hàng nói. Hắn cuối cùng về thi đá một cái. Hỏa diễm chi nhãn đụng phải, thần quốc chi môn chỗ. Thần quốc chi môn còn không có quan bế, nhưng là hỏa diễm chi nhãn nhưng không có rơi ra thần quốc, thân thể của nó phảng phất đụng phải bức tường vô hình. Thần quốc là thế giới của ta, hỏa diếm chi nhãn gầm thét lên. Lúc này hắn, thân thể phảng phất như là vải rách đồng dạng, tràn đầy lỗ thùng, nếu như không có thần quốc làm hậu thuẫn, hắn đã sớm chết. Nhưng là, hắn ngược lại nụ cười quỷ quyệt, tại thế giới của ta bên trong, người giết không được ta. Mặt khác, người bạo phát trạng thái lại có thể ủng hộ bao lâu. Cười đến cuối cùng người, khẳng định là ta. Hắn cuối cùng đã nhìn ra, người trước mắt này loại tu sĩ tựa hồ là dùng bí pháp nào đó bộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Nhưng là thân thể của hắn đã có chút không chịu nổi. Hắn đã không cần đánh ngã đối phương, chỉ cần kéo một hồi, cái này cường địch đem tự sụp đổ. "Vậy liền đưa ngươi mang rời khỏi Ngươi Thần Quốc." Tống Thư Hàng nói. Lại một lần nữa, thân hình hắn biến mất ở Hỏa Diễm Chi Đồng trong tầm mắt. Lúc xuất hiện lần nữa, Tống Thư Hàng xuất hiện sau lưng Hỏa Diễm Chi Đồng, đưa tay bắt lấy hắn. "Hoan nghênh đi vào thế giới của ta." Tống Thư Hàng nói khẽ hỏa diễm chi nhãn sững sờ, còn không có lý giải tống thư hàng lời nói bên trong ý tứ. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác mình thế giới long trời lở đất, hắn bị dịch chuyển không gian, chuyển rời đến một cái thế giới khác. Cái này không khoa học, không tu chân. Tại nó, thần quốc, bên trong, tất cả không gian lực lượng đều sẽ đối với nó mất đi hiệu quả, thần quốc là địa bàn của nó. Nhưng bây giờ, hắn bị dịch chuyển không gian lúc này hắn xuất hiện tại một mảnh xích hồng phiến đá xếp thành trên quảng trường. Trên quảng trường, đứng thẳng một khối bia đá. Phía trên dùng viễn cổ văn tự viết lấy hạ cung. Nơi này là địa phương nào? Hỏa diễm chi nhãn cảm thấy khủng hoảng. Hắn cảm thấy, nơi này là áp đảo hắn, thần quốc địa phương. chương 1299, tiếp sau 3A có chuyện lời hữu ích A. À. Tống thư hàng hạch tâm thế giới, thiên đình mảnh vỡ chi, hạ cung, quảng trường. Từ hắn ý tứ đi vào, nghịch kình võ sĩ quyền xáo, biến thành phân thân về sau, hắn vẫn ở thử nghiệm câu thông, hạch tâm thế giới. Bởi vì lúc trước bạch tiền bối đề cập tới, thần quốc chỉ là hạch tâm thế giới, hoặc nho ra kim liên thế giới thấp kém hàng nhái. Tống Thư Hàng cũng cảm giác bản thân, hạch tâm thế giới, hẳn là có thể dùng tới được. Hiện tại, quả nhiên dùng tới. Nơi này cũng là thần quốc, người cũng là tạo thần vật thí nghiệm hỏa diễm chi nhãn phát ra khiếp sợ thanh âm. Áp đảo hắn thần quốc địa phương, chỉ có tân tiến hơn, thần quốc quy cách tại hắn phía trên thần quốc A. Không có ý tứ, người nói nội dung ta nghe không hiểu. Tống thư hàng nắm lấy hỏa diễm chi nhãn, hung hăng đem hắn nện vào trên quảng trường. A à, đã mất đi thần quốc hậu thuẫn phía sau phá thành mảnh nhỏ trạng thái hỏa diễm chi nhãn trong nháy mắt biến vô cùng suy yếu. Chỉ là tống thư hàng cũng sắp đạt tới cực hạn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực công kích của chính mình đang thay đổi thấp, lực lượng, tốc độ đều đang yếu bớt. Như vậy, cuối cùng một quyền, Tống thư Hàng nói. Hắn đem chính mình tinh, khí, thần ngưng làm một cổ, một thân tất cả lực lượng đều hội tụ ở một quyền này bên trên. "Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta có thể nỗ lực hết thảy." Hỏa Diễm Chi Nhãn kêu lên. Hắn cảm giác được Tống thư Hàng một quyền này đáng sợ một quyền này xuống dưới hắn thật sự có thể sẽ chết. Ngươi có thể nỗ lực cái gì?" Tống Thư Hàng nắm đấm cao cao nâng lên. "Ta có thể đem ta thần quốc cũng có thể giao cho ngươi. Đúng, ta có thể trở thành ngươi từ thần, ta đem ta bản thân cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha thứ ta." Hỏa Diễm Chi Nhãn lớn tiếng kêu lên. "Oanh!" Tống Thư Hàng không chút do so dự một quyền đánh xuống, cường hoành vô cùng lực lượng tác dụng tại Hỏa Diễm Chi Nhãn trên người, đem nguyên bản phá thành mảnh nhỏ hắn nện thành mảnh vỡ. Đúng vậy, là mảnh vỡ. Cuối cùng hỏa diễm chi nhãn liền như là pha lê phẩm đồng dạng vỡ vụn ra. Tống thư hàng sau lưng, 2346 chiếc thánh viên hư ảnh chỉnh tề truy động bộ ngực của mình, phát ra thắng lợi gieo hò. Mặc dù không biết, từ thần, cụ thể muốn làm sao thao tác, nhưng nghe danh tự liền có thể đoán ra là phụ thuộc loại hình. Dưới tình huống bình thường thu một cái cường lực tiểu đệ, vẫn là rất mang cảm giác. Nhưng người cái này ra hỏa quá đặc mã chán ghét, Tống Thư Hàng nói: "Cái này ra hỏa chính như hắn bản thân mà nói, hắn là trên thế giới nhất làm cho người chán ghét tồn tại." Chỉ nhìn hắn liền sẽ cảm giác được siêu cấp chán ghét, tâm tình biến cùng dẫm lên cầu đại tiện đồng dạng, để cho người ta còn thế nào vui vẻ chơi đùa. Đến mức cái kia, thần quốc, giết hỏa diễm chi nhãn phía sau thần quốc tự nhiên vẫn là Tống Thư Hàng, chạy không được. Khi hỏa diễm chi nhãn bị đánh giết về sau, hạch tâm thế giới khẽ chấn động hoa sen hình chiếu hiển hiện, hướng Tống Thư Hàng truyền lại muốn hấp thu, hỏa diễm chi nhãn, thỉnh cầu. Tống Thư Hàng lông mày hơi nhíu, nhẹ gật đầu. Được Tống Thư Hàng sau khi đồng ý, hoa sen hình chiếu bên trong có vô số sợi dễ dọc theo người ra ngoài, đâm về bốn phương tám hướng, đem biến thành mảnh vỡ vỡ nát, hỏa diễm chi nhãn, thu tập. Cũng liền hai cái chấp mắt thời gian, vỡ nát, hỏa diễm chi nhãn, bị thu thập, trở về hình dáng ban đầu. Đó là một cái to lớn phủ văn, con mắt phủ văn. Hoa sen hình chiếu đem cái phù văn này an trí tại hạ cung trên tấm bia đá. Lập tức, có hừng hực hỏa diễm từ trên tấm bia đá thiêu đốt mà lên. Trên tấm bia đá lần nữa ngưng tụ ra một đầu tiểu hào, hỏa diễm chi nhãn. Cái này đều được, Tống thư hàng hơi kinh ngạc. Tân sinh tiểu hào, hỏa diễm chi nhãn, cùng trước đó có rất lớn khác nhau, hắn không còn phát ra loại kia để cho người ta chán ghét, khí tức, chỉ là đơn thuần hỏa diễm. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp xúc cái này, Hỏa Diễm Chi Nhãn. Hắn đã mất đi quá khứ hết thảy. Bây giờ hắn không có danh tự, không có dung mạo, không có thực chất, không có đủ sinh mệnh khí tức. Vẹn vẹn làm hạch tâm thế giới, một bộ phận tồn tại, thậm chí ngay cả rời đi, hạch tâm thế giới đều làm không được. Nhưng nó là một kiện cường lực vũ khí. Nếu như Tống Thư Hàng đem địch nhân chuyển rời đến Hạ Cung quảng trường, bên trên cái này hỏa diễm chi nhãn có thể hướng địch nhân phát xạ hỏa tiến cùng hỏa diễm công kích. Công đức xà mỹ nhân từ tống thư hàng sau lưng hiển hiện, nàng nhìn qua cái này hỏa diễm chi nhãn, chết đây. Thanh âm của nàng rất êm tai, giống nhau lúc ấy tại, giao chỉ thiên giới, lúc, nghe được thanh tuyến. Nha, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, người lại bỏ được mở miệng. Tống thư hàng nói, trình lâm, ta yêu ngươi, công đức xà mỹ nhân đối tống thư hàng nháy nháy mắt, câu nói này không phải chính nàng phát ra tiếng, mà là để xích tiêu kiếm thay nàng, đại ngôn. Tống Thư Hàng Hắn đều không thể nào hiểu được công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm đến cùng là thế nào hình thành ăn ý, xích tiêu kiếm liền phảng phất có thể đọc đến công đức xà mỹ nhân nội tâm, sau đó thay thế nàng nói chuyện. Trình Lâm, nói không chừng còn sống, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau bắt đầu an ủi công đức xà mỹ nhân nói. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, Tống Thư Hàng giải thích nói, người ngẫm lại xem, lấy Trình Lâm tính cách, nàng làm sao lại chết. Mà lại, chúng ta không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Trình Lâm nàng là, đời thứ hai thiên đạo Ban Văn Long thiên đạo, linh quỷ. Mà lên lần chúng ta nhìn thấy Ban Văn Long thời điểm, hắn giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ, để cho chúng ta mang về Trình Lâm, cũng tìm kiếm Trình Lâm mảnh vỡ. Ban Văn Long nhất định có thể thời khắc cảm ứng Trình Lâm trạng thái. Đã hắn bố trí nhiệm vụ này, cái kia thật tướng chỉ có một cái, Trình Lâm còn sống. Thám tử lừng danh Tống Thư Hàng, suy luận có lý có cứ, làm cho người tin phục. Tổng kết tới nói, Trình Lâm lần trước khẳng định đang gạt người. Tiếp tục trích dẫn một vị nào đó họ trương nam tử mụ mụ nói lời, càng là đẹp mắt nữ nhân, càng hội gạt người. Công đức xà mỹ nhân thần tình nghiêm túc, không còn bán manh, mà là lâm vào trầm tư đồng dạng. liền biết hoang ngôn cùng chờ đợi tiên tử đã khôi phục phần lớn ý thức, đều sẽ trầm tư. Yên tâm đi, nếu như người muốn tìm Trình Lâm, ta lại trợ giúp người đưa nàng tìm ra. Dù là nàng trốn ở chân trời góc biển, ta đều có thể đưa nàng lật ra tới. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay một phách. Nghĩ thông suốt sao? Chỉ cần công đức xà mỹ nhân trí lực tại tuyến, nhất định có thể lý giải bản thân suy luận. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, chỉ thấy công đức xà mỹ nhân không biết từ chỗ nào móc ra một sợi dây thừng, dùng sức đi lên không ném đi. Giữa không chung, phi kình, phanh, một tiếng được triệu hoán đi ra, cắn dây thừng. Công đức xà mỹ nhân thuần thuộc dùng dây thừng đánh cái kết. Làm gì, tống thư hàng một mặt mộng bức. Công đức xà mỹ nhân hái đi trên đầu mình bình thiên quan, rút đi nữ đế hình thức. Sau đó, nàng bắt lấy dây thừng kết, đem cổ bộ nhập dây thừng bên trong a à, 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 bốn tiếng cao máu tống thư hàng thức tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phi kinh dùng sức vỗ cánh nhỏ cất cánh. Công nước xà mỹ nhân bị treo lên. Nàng phun ra đáng yêu đầu lưỡi, hai mắt dùng sức lật lên trên, biểu thị mình đã chết, rơi mất. Tống thư hàng, đây là mới giả chết phương thức sao. Lá gan đau quá, đau quá. Hắn run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, lôi ra dược sư tiền bối dãy số nếu không cùng dược sư tiền bối đính cái giường đi hắn cảm giác mình muốn đi tra một chút bản thân lá gan còn khỏe mạnh không, có hay không đến sơ gan mau bệnh. Giải quyết hỏa diễm chi nhãn phía sau tống thư hàng từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời ra ngoài. Khi hắn rời ra lúc, vừa vặn xuất hiện tại, thần quốc, phạm vi bên trong. Phía dưới là đầu kia to lớn hắc hà. Tống thư hàng lòng bàn chân hiển hiện hắc liên, nâng thân hình của hắn. Đã mất đi, thần minh, phía sau cái này thần quốc có bắt đầu dấu hiệu hỏng mất nếu như thần quốc hoàn toàn chết đi xuống dưới phía sau liền sẽ tại hiện thế bên trong hình thành một cái di tích. Chờ sẽ có một ngày, có lẽ sẽ hấp dẫn một nhóm tu sĩ hoặc cái khác thể hệ tu luyện giả đến mạo hiểm. Muốn làm sao đem cái này, thần quốc cấp chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Tống thư hàng xoa cầm ám đạo. Thần quốc phạm vi rất lớn, nếu luận mỗi về diện tích, không thể so với tống thư hàng hiện tại hạch tâm thế giới nhỏ bao nhiêu. Trong lúc đang suy tư, Tống thư hàng sau lưng Thánh viên hư ảnh bên trong, có 2345 chiếc đứng dậy, bọn chúng đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi vào Tống thư hàng trước mặt. Sau đó, bọn chúng nâng cánh tay hướng Tống thư hàng cúi chào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiền Bối mượn Lâm thời hách đến kỳ. Đã mất đi 2345 chiếc Thánh viên hư ảnh phía sau Tống thư hàng chỉ cảm thấy thân thể điên cuồng suy yếu. Lực lượng, tốc độ, thể chất đều đang không ngừng hạ xuống loại lực lượng này nhanh chóng xói mòn cảm giác để hắn có loại ngạt thở cảm giác thân thể bị móc sạch đều không kịp hình dung tống thư hàng lúc này trạng thái vạn nhất mất đi lực lượng cảm giác thực tình khó chịu tống thư hàng nói khẽ xích tiêu kiếm cho nên ngươi không thể trầm mê ở mượn tới lực lượng một khi ngươi thói quen tại mượn tới lực lượng trầm mê ở trong đó ngươi liền xong rồi ta biết yên tâm đi ta sẽ không trầm mê ở trong sức mạnh Tống Thư Hàng tự tin nói, "Chớ xem thường đạo tâm của hắn, mượn tới lực lượng càng là cường đại, sẽ chỉ làm hắn sinh lòng chờ đợi. Một ngày nào đó, ta dựa vào lực lượng của mình cũng có thể đạt tới vừa rồi loại này cường đại, 2 không con thánh viên hư ảnh, ta có thể làm." Tống Thư Hàng nắm tay, khích lệ bản thân. "Xích Tiêu Kiếm, không phải ta đả kích ngươi, nếu như ngươi dựa vào bản thân tu luyện" tu luyện tới bát phẩm cảnh giới tối đa cũng liền ngưng tụ cái một hai trăm chỉ thánh viên hư ảnh. Người còn không bằng chuẩn bị thêm mấy cái thú vị trò cười tiết mục ngắn, chờ thể chất đạt tới trình độ nhất định phía sau tới người vị kia bạch tiền bối nơi đó đổi mấy con thánh viên hư ảnh tới thực tế. Tống Thư Hàng Xích tiêu kiếm tiền bối, nào có giống ngài dạng này của vũ hậu bối. Mà lại người cũng không phải không biết, ta giảng trò cười thiên phú ước tương đương kiếm của ta thuật thiên phú A. Cho đến nay, ta cùng bạch tiền bối giao dịch, mặc dù đều là lấy, cho cười, vì giao dịch điều kiện, nhưng chân chính dùng cho cười đả động bạch tiền bối chỉ có một lần, cái kia trò cười tiết mục ngắn vẫn là từ Hoàng Sơn chân quân cái kia đăng lại. Liền xem như cái kia tiết mục ngắn, bạch tiền bối hữu nghị thêm điểm mới miễn cưỡng đạt tới 60 điểm. Ta còn không bằng tìm một chút vật có ý tứ hoặc là pháp khí, đi cùng bạch tiền bối đổi đây. Đi bạch tiền bối oan lộ tuyến, Tống Thư Hàng nói xích tiêu kiếm lạnh lùng nói đạo tâm của ngươi đâu ý chí của ngươi đâu ta vừa rồi cho ngươi đi đổi thánh viên hư ảnh chỉ là đối ngươi một loại thăm dò chỉ là nhẹ nhàng thử một lần ngươi liền trúng chiêu liền cái này ý chí ngươi còn muốn nói muốn bằng cố gắng của mình đi tu luyện hai con thánh viên hư ảnh kiếp sau đi tống thư hàng công đức xà mỹ nhân hiện thân một bà nhấc lên xích tiêu kiếm đem hắn nuốt vào trong bụng a à, đừng như vậy Chuyện gì cũng từ từ a, à, cái này thẹn quá thành giận, về sau ta còn thế nào cùng ngươi tốt nhất nói chuyện phiếm. Xích Tiêu kiếm hét lớn. Tống Thư Hàng xoa cằm, tiếp tục nhìn về phía Thần Quốc. Muốn làm sao đem hắn chuyển rời đến Hạch Tâm thế giới tốt đâu? Chương 1300, Đạo khí chọn chủ lớn nhất tiềm lực bát tu. Thần Quốc rất lớn, cho nên Tống Thư Hàng không cách nào dùng Hạch Tâm thế giới trực tiếp đem hắn chứa vào. Mà lại Thần quốc bên trong chỉ có bộ phận là Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, tại đem hắn chứa vào Hạch Tâm Thế Giới trước, còn cần đối với nó tiến hành tách rời cắt chém. Tống Thư Hàng cần chỉ là Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, bộ phận, còn thần quốc những bộ phận khác tràn đầy hỏa diễm chi nhãn loại kia để cho người ta chán ghét, thuộc tính. Tống Thư Hàng cũng không muốn đem bộ phận này thần quốc đưa vào bản thân Hạch Tâm Thế Giới. Trước kia hắn đem Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ chuyển vào đến Hạch Tâm Thế Giới, đều là do bạch tiền bối xuất thủ hoặc là cái khác tiền bối xuất thủ tương trợ. Cho nên, lại muốn hướng về bạch tiền bối xin giúp đỡ sao? Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hỏa diễm chi nhãn thần quốc lớn diện tích sụp đổ. Hư không phong bạo xoắn tới, thần quốc bên trong bùn đất, nước, thực vật, nham thạch toàn bộ bị cuốn vào hư không trong gió lốc, xoắn thành vỡ nát. Thần quốc tại thần minh, hỏa diễm chi nhãn vẫn là thời điểm liền bắt đầu chậm rãi sụp đổ nhưng bây giờ sụp đổ tốc độ điên cuồng gia tốc thần quốc thiên băng điện liệt liền cùng đập tận thế phiến đồng dạng cái này màn ảnh nếu như thu xuống tới lần sau cửu châu nhất hào quần bên trong có vị tiền bối nào đập tận thế phim liền có thể trực tiếp dùng để làm tài liệu đi tống thư hàng lúc này não đại động mở còn liên tưởng đến điện ảnh sự đúng vậy a à, loại này thiên băng điện liệt tràng diện tương đối hiếm thấy xích tiêu kiếm lên tiếng phụ họa hắn mặc dù bị công đức xà mỹ nhân nuốt vào trong bụng, bất quá còn có thể truyền lại thanh âm. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, sau đó nhìn thấy điện thoại di động của mình không biết lúc nào bị công đức xà mỹ nhân chộp trong tay. Nàng bình ổn dơ điện thoại, đang quay nhiếp, hạch tâm thế giới băng diệt, tràng diện. Tống Thư Hàng Xích tiêu kiếm lại giải thích nói, thần quốc bên trong còn sót lại, cuồng tín đồ, thánh giả, tại tự bạo, đã mất đi hỏa diễm chi nhãn vị này thần minh phía sau bọn chúng cũng vô pháp tồn tại cuồng tín đồ, thánh giả tự bạo, tăng nhanh thần quốc sụp đổ. Đây chính là thần quốc nội sinh linh, trường sinh, hắc hắc. Thần quốc cùng thần minh thuộc về cái gì hệ thống tu luyện? Tống Thư Hàng dò hỏi, đồng thời trong lòng của hắn đang kêu gọi bạch tiền bối. Nhưng là bạch tiền bối không có trả lời. Thần quốc chi môn mặc dù quan bế, nhưng nó khẳng định không ngăn cản được bạch tiền bối. Cho nên, bạch tiền bối lại bắt đầu một vòng mới bịt mắt trốn tìm đi sao? thuộc về cái gì hệ, có thể là thí nghiệm hệ đi. Xích tiêu kiếm nghĩ nghĩ sau trả lời. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, thí nghiệm hệ. Đây coi là cái gì, ta vẫn là máy móc công trình học hệ đấy. Chính ngươi cũng nghe từng tới, bọn gia hỏa này là tạo thần, thí nghiệm kết tinh, tại trở thành thần minh. Trước đó, bọn chúng thuộc về cái gì hệ đã không trọng yếu, bọn chúng chỉ là một số vật thí nghiệm. Xích tiêu kiếm trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có đạo lý. Người còn có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm, không nghĩ biện pháp đem cái này thần quốc thu nhập trong đó sao? Xích tiêu kiếm lại nói. Tống thư hàng, ta vừa rồi đang triệu hoán tiền bối, nhưng là tiền bối lại cùng người chơi bịt mắt trốn tìm đi, chưa có trở về ta. Xem ra, chúng ta muốn tự nghĩ biện pháp. Xích tiêu kiếm nói, mảnh này thần quốc phạm vi quá lớn, liền xem như ta, cũng vô pháp đem hắn cắt thành khối đưa vào ngươi, hạch tâm thế giới. Trừ phi xích tiêu tử hôn qua đến cầm đao a à phi là cầm kiếm thật sự không làm được lời nói trước hết vị ý thần quốc vẫn lạc chờ nó rơi xuống hiện thế về sau liền có thể đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cho móc ra tống thư hàng nói chờ thần quốc băng diệt không sai biệt lắm lưu lại cũng chỉ có viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bộ phận đang lúc lúc này thư hàng tống thư hàng ngươi bây giờ có được hay không trước đem ta từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra là thông nương thanh âm nàng trước đó bị tạo hóa pháp vương, tiếng ca sợ quá khóc, cầu khẩn tống thư hàng đưa nàng chứa vào đến, hạch tâm thế giới, đồng thời hứa hẹn một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng. Chuyện gì? Tống thư hàng hỏi. Thông nương trả lời, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta, rất mãnh liệt cảm giác, ta nghĩ đi ra nhìn xem hòa thuận. Tống thư hàng nghe vậy, trong lòng hơi động. Khó sinh là thông nương cùng mảnh này, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, sinh ra cộng minh, Tống Thư Hàng cho rằng thông nương không phải một gốc phổ thông hành yêu. Năm đó xích tiêu tử đạo trưởng phí hạ lớn tâm tư bố trí xuống đại trận, đem thông nương trồng ở trên đỉnh núi, để cho nàng một thành tinh liền có được mạnh nhất yêu thể, xưa nay chưa từng có tu luyện tiềm lực. Xích tiêu tử đạo trưởng đối thông nương ôm lấy rất lớn chờ đợi. Cho nên, thông nương rất có thể lai lịch phi phàm, mới đáng giá xích tiêu tử đạo trưởng như thế tỉ mỉ vun trồng nói không chừng thông nương cũng là viễn cổ thiên đình thời đại, đại nhân vật chuyển thế, hoặc là hậu duệ. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng đưa tay đem thông nương từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Sinh trưởng ở, ngộ đạo thạch, thượng thông nương, hành mầm vừa dài một đoạn. Nàng tay chân lèo khèo từ ngộ đạo thạch bên trong chui ra. Tống Thư Hàng, thế nào, là đối mảnh này, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, sinh ra cảm ứng sao? Thông nương cau mày cảm ứng một lát, lắc đầu không đúng ta cùng mảnh này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ không có cộng minh xích tiêu kiếm nhìn thấy thông nương sau khi xuất hiện âm thầm chú ý nàng bởi vì xích tiêu tử lão đạo đã từng cùng hắn nói qua cái này hành lá yêu tương lai rất có thể trở thành thiên đạo nàng có được trấn áp chư thiên vạn giới tư chất nhưng từ cùng tống thư hàng tiếp xúc đến hiện tại hắn thực sự nhìn không ra cái này gốc hành yêu đến cùng chỗ nào có thiên đạo tư chất xích tiêu kiếm thực sự không cách nào tưởng tượng, tương lai ngày nào đó thông nương cùng nho ra thánh nhân đồng dạng, xuất thủ trấn áp chư thiên vạn giới, treo lên đánh thiên hạ tất cả trường sinh giả, đạp vào thiên đạo, bảo tọa. Phong cách vẽ đều cảm giác không đúng. Trừ phi chư thiên vạn giới trường sinh giả đều treo, sau đó toàn bộ chư thiên vạn giới liền thừa thông nương bước ra chính mình đạo, trở thành trường sinh giả. Ngọa thảo, ta sẽ không dự đoán được chân tướng đi. Xích tiêu kiếm đột nhiên trong lòng hơi động. Tương lai không có một trận nhằm vào chư thiên vạn giới, trường sinh giả, thanh tẩy, tất cả trường sinh giả hoặc là kiếp tiên đều bị xử lý. Sau đó tại cực kỳ lâu về sau, thông nương chứng đạo, trở thành trường sinh giả, chấp trường thiên đạo. Lại liên tưởng gần nhất giới tu luyện giá thị trường, trước mắt thiên, giao thế sắp đến, rõ ràng muốn làm một đợt đại tin tức. Tất cả trường sinh giả cùng cửu phẩm kiếp tiên cũng bắt đầu tị thế. Lần này, thiên, cách trước trước đó, sẽ không thật sự đem chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả diệt đi a à. Sích Xích tiêu kiếm thân kiếm cũng nhịn không được run rẩy lên. Càng nghĩ càng đáng sợ. Xích tiêu kiếm cảm giác mình muốn đem khả năng này báo cáo nhanh cho xích tiêu tử, để hắn bảo trì cảnh giác. Xích tiêu tử cũng là trường sinh giả bên trong người nổi bật, cũng không muốn đột nhiên liền bị đương kim thiên cho xử lý. Tới, cảm ứng được, lúc này, thông nương đột nhiên vui vẻ nói. Nàng rỗi ra hai tay, giơ cao thật nhỏ cánh tay, ta ở chỗ này. Sau một khắc, ở trước mặt nàng có một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện. Phong bế thần quốc bị phá ra. Một thanh giống như hư ảo, lại như chân thực trường đao, từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra. Là hắn, đang triệu hoán ta chính là hắn. Thông nương nói, sau đó nàng lắc mình biến hóa, hóa thành nhân loại hình thái. Đã lâu thông nương nhân loại hình thái, bởi vì sợ tống thư hàng bị mỹ mạo của mình dụ hoặc đối nàng làm ra không thể miêu tả sự tình nàng đã có thời gian rất lâu không có bại lộ chính mình nhân loại hình thái mái tóc dài màu xanh lục đâm thành đáng yêu song đuôi ngựa thân mang màu xanh sườn xám làm nổi bật lên nàng cái kia thon thả nhưng lại vóc người bốc lửa tiểu xảo chân mang giày thêu đạp ở tống thư hàng lòng bàn tay hóa thành nhân hình phía sau thông nương bình thân hai tay chuôi này ở vào chân thực cùng hư ảo bên trong trường đao Gạt ra không gian, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào thông nương trên tay. Sau đó, có kinh khủng hỏa diễm từ trường đao thượng bốc cháy lên, đem cái này trường đao bao quanh bao khỏa. Thông nương thân hình bị ngọn lửa bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ đao bộ dáng. Cửu tu phượng hoàng hỏa, Tống thư hàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hỏa diễm nơi phát ra. Dù sao hắn, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, chính là do Cửu tu phượng hoàng hỏa chế tạo thành. Tự nhiên có thể một chút liền nhận ra cái này hỏa diễm tới. Nói cách khác, chuôi này ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa trường đao, chính là tiếng tăm lừng lẫy, đạo khí cửu tu Phượng Hoàng đao. Đạo khí, vượt qua kiếp tiên thần binh cùng trường sinh giả thần binh đẳng cấp pháp khí, là giữa thiên địa chân chính mạnh nhất pháp bảo. Bởi vì hắn là từ thiên đạo xuất thủ chế tạo thành. Tống thư Hàng lập tức liền minh ngộ tới. Quá trình này chỉ sợ sẽ là đạo khí nhận chủ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thông nương bị đạo khí trọn bên trong kế thất tu tôn giả về sau trở thành bát tu bát tu thông nương xích tiêu kiếm trong lòng hơi động ngọa thảo vẫn còn có dạng này thần phát triển cái này từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hành yêu vừa ra đời liền đã bị xích tiêu tử dùng xa hoa đại trận đánh xuống bền chắc nhất cơ sở ngốc yêu tinh hiện tại lại lấy được mạnh nhất pháp khí đây thật là nhất định bay lên a thông nương lẳng lặng đứng tống thư hàng lòng bàn tay bên trên, hai tay nâng thiêu đốt trường đao. Kinh khủng cửu tu phượng hoàng hỏa nhưng không có làm bị thương nàng mảy may. Mà hỏa diễm tại đưa nàng bao khỏa thời điểm, có một quyển cao thâm mà chắc công pháp, bị truyền vào trong đầu của nàng. Cửu chuyển phượng hoàng công, đây là một bộ tế luyện, cửu tu phượng hoàng đao, thần công, đồng thời còn là một bộ trực chỉ, cửu phẩm kiếp tiên, cảnh giới thần công. Trong đó càng ẩn chứa cao thâm công đại đao pháp một bộ công pháp bên trong bao hàm toàn diện mà không không chỉ là công pháp tùy theo cùng một chỗ bị cửu tu phượng hoàng đao truyền tới còn có từ nhất tu bắt đầu vừa đến đến thất tu đối cửu chuyển phượng hoàng công kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ mộ. một đao nơi tay thiên hạ ta có kinh nghiệm cảm ngộ thần công đây mới thật sự là nhân vật chính hách xích tiêu kiếm phảng phất có thể nhìn thấy thông nương đỉnh đầu khí vận giá trị điên cuồng tiêu thăng tràng cảnh truyền công quá trình cũng không tính dài. Mười cái hô hấp tả hữu, thông nương liền mở mắt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là bát tu. Thông nương tuyên cáo nói, bát tu, thông nương. Chúc mừng, Tống Thư Hàng nói. Bất quá, hắn nhớ đến lúc ấy, thông nương, cũng không có tại, khí ước quyển trục, thượng ký danh tự A. Nàng là thế nào trở thành bát tu hậu tuyển nhân, đồng thời còn chen rơi mất tất cả tại khí ước thượng lưu lại danh tự tu sĩ, trở thành bát tu. Tiếp đó, ta muốn bắt đầu nghịch thiên á, thông nương vung cửu tu phượng hoàng đao. Tống thư hàng, nhà thông nương người chuẩn bị làm sao nghịch thiên. Thông nương ngừng lại, nàng ngắm nhìn tống thư hàng, xa vào đến trong trầm tư. Đúng a, à, nàng muốn làm sao nghịch thiên a? À? Làm sao bây giờ, muốn lên, cửu châu nhất hào quần, xin giúp đỡ sao? Dùng tống thư hàng tài khoản thưởng, cửu châu nhất hào quần, sau đó mời các vị tiền bối chỉ đạo nàng muốn thế nào nghịch thiên. Bất quá Tống Thư Hàng hiện tại điện thoại còn không có đi qua ma đổi, ở cái này cổ quái trong không gian không tín hiệu. Mà lại, điện thoại bây giờ bị công đức xà mỹ nhân chộp trong tay quay chụp. Nàng đánh không lại công đức xà mỹ nhân, không cách nào từ trong tay nàng quý hiếm cơ quyền sở hữu. Cho nên, lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân. Nghịch thiên mà thôi, ta tùy tiện ngẫm lại liền có thể muốn ra phương án. Thông nương suy tư một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên nàng đối tống thư hàng nói ta nghịch thiên hành trình bước đầu tiên từ hôm nay trở đi ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tùy tiện bóp rơi ta hành ngọn tống thư hàng xích tiêu kiếm cái này hành yêu không cứu nổi còn sống liền điểm ấy truy cầu nhớ nàng trở thành cùng nho gia thánh nhân như thế trấn áp chư thiên vạn giới đại năng đời này tựa hồ không có hy vọng vẫn là câu nói kia trừ phi trên thế giới này trường sinh giả kiếp tiên đều chết hết trong thời gian ngắn lại không có trường sinh giả xuất hiện. Sau đó, thông nương lại kỳ ngộ liên tục, trong tương lai trở thành vị thứ nhất trường sinh giả. Nếu như xích tiêu tử, tiên đoán, là thật, vậy thế giới này trường sinh giả cùng kiếp tiên dược hoàn. Thông nương, về sau ít xem chút tình yêu kịch, xem chút huyền huyễn kịch loại hình cái gì. Loại kia mệnh ta do ta không do trời đề tài kịch truyền hình, rất thích hợp người bây giờ đi nạp điện. Tống Thư Hàng nói, thông nương, tốt, không cần nói chuyện phiếm. Cái này, thần quốc, lập tức sẽ vẫn lạc đến hiện thế, trước tránh một chút, tránh thoát trùng kích. Xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Hắn đề nghị tống thư hàng bọn người trước trốn hạch tâm thế giới, né qua muốn rơi xuống trùng kích. Đi, tống thư hàng nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang chuẩn bị đem thông nương cùng mình đưa vào hạch tâm thế giới. Đúng lúc này, thiêu đốt cửu tu phượng hoàng đao, hơi chấn động một chút, từ thông nương trong tay vọt lên, rơi vào tống thư hàng trên tay kia. tống thư hàng nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao. trên đao hỏa diễm trùng thiên mà lên. một trận phượng hoàng tiếng thanh minh từ trên đao truyền đến. cửu tu phượng hoàng đao tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. thông nương, a a a, ta mới là bát tu oa. vì cái gì phượng hoàng đao phải chạy đến tống thư hàng trong tay đi. mà lại phượng hoàng đao tại tống thư hàng trong tay tựa hồ so trong tay ta còn vui vẻ hơn. Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tống thư hàng nắm chặt Cửu Tu Phượng Hoàng Đao trong nháy mắt, trong lòng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là hắn mở ra Hạch Tâm Thế Giới, lúc tiết lộ ra ngoài khí tức, đưa tới Cửu Tu Phượng Hoàng Đao cộng minh. Hạch Tâm Thế Giới, hiển nhiên cũng là thứ ba Thiên Đạo, Ban Văn Long Thiên Đạo tác phẩm. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao cũng là Ban Văn Long Thiên Đạo đạo khí. Cả hai có cùng nguồn gốc, cho nên tại cảm ứng được, Hạch Tâm Thế Giới, thời điểm Cửu Tu Phượng Hoàng đao mới có thể lộ vẻ như thế nhảy cống. Đồng thời, hắn phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng khổ não. Huy động, như thế một cái ý niệm từ trên đao truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Huy động, huy đao sao? Tại là, Tống Thư Hàng một tay nâng thông nương, một cái tay khác nắm lấy Cửu Tu Phượng Hoàng đao, hướng về phía trước dùng sức vung lên. Đao khí bùng lên, Cửu Tu Phượng Hoàng chi hỏa hóa thành một chỉ sinh động như thật phượng hoàng. Hướng về phía trước lao xuống mà đi. Phượng hoàng những nơi đi qua, có hỏa diễm rơi xuống, đem phía dưới thần quốc hóa thành biển lửa. Bất kể là nham thạch, bùn đất, cây cối, thậm chí là đầu kia hắc hà, tại tiếp xúc đến cửu phượng hoàng lửa thời điểm, liền thành nhiên liệu, điên cuồng bốc cháy lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 97.